Xin chào, tôi là Duy Thanh. Ngay bây giờ, tôi sẽ mang đến cho các bạn chương trình Studio tối thứ ba trên FM Cảm Xúc. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại với số đầu tiên, số thứ tư ba đang được phát sóng trên FM Cảm Xúc. Tôi là Duy Thanh, sẽ đồng hành cùng các bạn trong show ngày hôm nay. Đây là ca khúc mà Duy Thanh gửi tặng đặc biệt đến các bạn fan đã luôn luôn đồng hành cùng với Duy Thanh trong suốt hành trình của số thứ tư ba. Phải mất hơn 4 tháng chúng ta mới gặp lại nhau. Và một lần nữa Duy Thanh gửi lời cảm ơn đặc biệt đến các bạn khán thính giả đã yêu mến và ủng hộ tinh thần để Duy Thanh có cái động lực để ngồi đây và tiếp tục với những câu chuyện về các ngôi sao mà các bạn yêu thích. Ngày mai anh đi đến một nơi xa lạ, nơi anh sẽ sống những tháng ngày không em. Ngày mai anh đi khi bình minh lên cao, có nắng soi trên đường anh đi. Biệt em thân yêu, một nụ hôn chia ly, một vòng tay ôm mãi không muốn rời. Và từ đây đôi ta sẽ cách xa phương trời, một người đứng nhìn một người đi. Từng làm nước mắt anh rơi, đừng làm chân anh chùn bước, và hãy để thời gian chứng minh cuộc tình đôi ta. Và anh sẽ về thôi, chờ ngày ôm em trong tay anh nói. Cảm ơn em đã đợi anh. Đừng làm nước mắt anh rơi, đừng làm chân anh chùn bước, và hãy để thời gian chứng minh cuộc tình đôi ta. Anh sẽ về thôi, chờ ngày ôm em trong tay anh nói rằng
anh đã về đây. Cảm ơn em đã đợi anh. Đã lắng nghe chương trình Studio tối thứ ba đã được phát sóng trên FM Cảm Xúc tần số 89 MHz, và tôi là Duy Thanh. Dạ vâng ạ, tôi là Duy Thanh, sẽ là người đồng hành cùng với quý vị thính giả của FM Cảm Xúc vào mỗi tối thứ ba vào lúc 23:30 với sự quay trở lại của show thứ ba. Các bạn thân mến, ngay từ bây giờ các bạn có thể điện thoại đến tổng đài đường dây nóng 0838337826, hoặc các bạn có thể truy cập vào Facebook với từ khóa là siêu thứ ba FM 91 hoặc là FM 89 MHz để chúng ta có thể kết nối với chương trình. Và bây giờ thì 30 phút đầu thì Duy Thanh muốn dành cái khoảng thời gian để chúng ta có thể ôn lại những kỷ niệm mà chương trình đã mang đến cho quý vị thính giả, bằng cách là nếu mà những ai muốn chia sẻ về cảm xúc hoặc là cảm giác của mình với lần quay trở lại này của số thứ ba thì chúng ta cứ việc comment số điện thoại bên dưới hoặc điện thoại về tổng đài đường dây nóng của chúng tôi là 0838337826, đó là tổng đài đường dây nóng. Hy vọng rằng Duy Thanh sẽ nghe được những cái cảm xúc từ quý vị thính giả đối với chương trình. Rất là muốn nghe, bởi vì đây là show đầu tiên mà hôm nay là ngày 28 tháng 4, nó chưa có qua ngày tháng 5 để chúng ta có thể trực tiếp trò chuyện nhiều với nhân vật khách mời của tháng 5, đó chính là Duy Khánh Jojo. Tuy nhiên thì Duy Tăng cũng đã cố gắng mời Duy Khánh Jojo để có được sự tương tác với chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay, bằng cách là sau tầm khoảng 0 giờ thì chúng ta sẽ có một cuộc kết nối từ Duy Khánh, và Duy Khánh sẽ tiếp chuyện với chúng ta đến 1 giờ sáng hôm sau. Bởi vậy ngay từ lúc này các bạn cũng có thể đăng ký kết nối với Duy Khánh cùng với Duy Thanh nhé. Chương trình cũng đang được phát sóng trực tuyến trên hai địa chỉ website là www.radiovietnam.vn hoặc là www.radiovov.vn. Còn bây giờ thì với việc kêu gọi sự chia sẻ những cảm xúc của quý vị thính giả với lần quay trở lại này của chương trình, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với vị thính giả đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay các bạn nhé. Alo, Duy Thanh chào bạn ạ. Dạ vâng, em chào anh ạ. Xin chào studio tối thứ ba. Wow, chúng ta đã quay trở lại và gặp lại nhau rồi. Mừng quá. Dạ vâng. Cảm xúc của em là như thế nào ạ? Dạ vâng, hiện giờ cảm xúc em rất là vui. Thực sự là không có gì để diễn tả nổi luôn ạ. Nhất là vui đầu tiên là phải nói từ khi nghe studio tối thứ ba Come Back Home. Sau đó thì đến lúc tối hôm nay em đang học thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo thì em biết là anh gọi, vì em cảm thấy rất là vui. Bạn tên là gì nhỉ? Nhắc lại cho Duy Thanh nhớ được không? Dạ em tên là Hà Hải ạ. Hà Hải là người kết nối với Thanh với nhân vật nào của năm vừa rồi? Dạ em kết nối với chị Hòa Minh Di hai lần và anh Phạm Hồng Phước. Phạm Hồng Phước hả? Dạ. Cái lần em kết nối với chị Hòa Minh Di lần cuối em đang nói chuyện thì điện thoại em hết pin mất, thế là thôi. À vậy hả? Em theo dõi chương trình của chúng tôi bắt đầu từ thời điểm nào, và em thấy là chương trình có cần có cái sự đổi mới nào nữa hay không, hay là cứ thế mà phát huy, cứ thế mà quậy pantalon? Dạ em có nghe chương trình từ lúc có anh 25 trường ạ. Anh 25 trường, dạ. Yeah. Anh 25 trường là thần tượng của anh. Dạ. Anh 25 trường là thần tượng của anh lúc nhỏ luôn á. À vâng, thế ạ. Em bắt đầu nghe chương trình từ lúc anh 25 trường. Thực ra thì em nghe đài từ rất lâu rồi. Nhưng mà hôm đấy thì bất ngờ em bật đài lúc đêm khuya em mới nghe được, và từ đấy em cứ tối thứ ba hàng tuần thì em đón nghe thôi ạ. Vậy hả? Dạ vâng. Thực sự là cảm giác cứ mỗi tối thứ ba được đón nghe chương trình cảm giác rất là tuyệt, bởi vì là có một sự chờ đợi nào đó đem đến cho em một cảm giác, một thói quen rất là vui. Thực sự là nghe các anh chị nói chuyện, nghe các thần tượng của mình nói chuyện thì em cảm thấy rất là vui. Và khi mà nghe đến lúc mà show cuối cùng ấy ạ, anh nói là chương trình được phát sóng, em cảm thấy rất là buồn. Ngay hôm đấy em đã khóc luôn. Khóc luôn hả? Vâng ạ. Em biết sao, hôm bữa anh cũng xem rất đớt mắt á, anh nhớ rất là rõ. Hôm đó anh nói là anh phát tặng cho mọi người, các bạn thính giả, ca khúc là Chắc Ai Đó Sẽ Về. Vâng. Và anh nói trong lòng là anh sẽ cố gắng mang chương trình quay trở lại cho bằng được. Anh cố gắng thuyết phục, cố gắng tìm nhà tài trợ. Anh cái khoảng thời gian đó anh cứ đi lon bon, anh cứ tìm
những cái mối quan hệ để có thể giúp chương trình được quay trở lại với quý vị khán giả. Và đến thời điểm hiện tại thì anh đã giữ đúng lời hứa đúng không? Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Tuy nhiên thì do khung giờ phát sóng của chúng ta thì nó hơi muộn hơn so với bình thường, thì nếu mà những quý vị khán giả nào muốn lắng nghe những cái lời chia sẻ thật lòng từ Duy Thanh, muốn chứng kiến những cái pha hài hước từ các nhân vật khách mời, thì cố gắng theo dõi, cố gắng thức khuya một đêm thôi, một tuần thức một đêm thứ ba thôi, ráng chắc cũng được đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Thêm nữa là thời điểm hiện tại á, với FM Cảm Xúc thì bạn Hải Hà có thể truy cập vào website là vovgiaothong.vn, Hải Hà có thấy được hình ảnh của Thanh Trọng luôn á. Thì sau này á, khi mà có khách mời á, thì khách mời cũng sẽ giao lưu trực tiếp và giao lưu bằng hình ảnh luôn, tại vì chúng tôi có một cái webcam ở phòng thu. Ngay tại điểm hiện tại, khi mà dừng kết nối máy với Thanh á, thì bạn có thể truy cập vào website là vovgiaothong.vn, thì bạn sẽ thấy hình ảnh của Thanh luôn, một anh chàng tóc vàng, vàng lắm. Tại vì mới nhuộm tóc vàng cách đây khoảng 2-3 tuần và thấy là nó cũng không hợp với mình, và cũng hơi bị tiếc tiền, nên cũng không có muốn nhuộm nhanh, nó quay trở lại với màu đen. Nhưng mà tin chắc rằng sẽ cũng một vài ngày nữa thì cũng sẽ quay trở lại với cái style cũ, là một người gentleman, lúc nào cũng lạnh lùng, chứ không có nhí nhố như bây giờ. Dạ. Chào anh. Thế bây giờ thảo nào vừa nãy em mở đài lên thì kênh 91 không có chương trình của mình ạ. Ừ, đúng rồi, chương trình của chúng ta đang được phát sóng duy nhất trên kênh FM Cảm Xúc, độc quyền luôn. Trời ơi. Nhưng mà em có thể nghe trực tuyến tại địa chỉ website là vovgiaothong.vn hoặc radiovietnam.vn. Dạ vâng. Em có thể vào mobile, vào cái application của điện thoại và tải luôn phần mềm của Radio Việt Nam. Thì chúng tôi cũng đã có tích hợp cái FM Cảm Xúc ở đó rồi. Thành ra dạ, vâng. Việc kết nối của chúng ta cũng rất là dễ dàng. Và sau show thì anh cũng sẽ upload thông tin của chương trình trên YouTube nữa. Đó là những cái phương tiện để chúng ta có thể tiếp cận với chương trình. Và tin chắc rằng tháng 5 này với Duy Khánh Jojo thì em sẽ có những cái pha hài hước cực kỳ thú vị. Anh chàng rất là vui tính. Cực kỳ vui tính. Cho anh hỏi là với 12 tháng của năm 2014 á, thì em ấn tượng với nhân vật nào nhất? Em ấn tượng nhất với chị Hòa Minzy. Em là fan của Hòa Minzy hả? Dạ vâng ạ. Nhưng mà em lại nghe từ cái thời điểm anh Lam Trường đúng không? Vâng, đúng ạ. Rồi sau đó là Phạm Hồng Phước đúng không? Dạ. Và cho anh hỏi thêm là trong những cái khoảnh khắc mà anh thực hiện show kèm với các nhân vật á, thì em thích cái khoảnh khắc nào nhất? Em thích thích lúc nào nhé? Em có thích Đông Nhi không? Ngoài Hòa Minzy? Dạ em, nhưng mà em rất thích chị Đông Nhi, nhưng mà khoảng thời gian của chị Đông Nhi em không được nghe. Bây giờ anh sẽ cho em nghe lại một cái đoạn trích dẫn từ show của Đông Nhi nhé, chịu không? Dạ. Được không? Dạ được ạ. Anh cảm ơn em rất là nhiều đã chia sẻ những cảm xúc đó với anh trong buổi tối ngày hôm nay. Đó là một cái ngọn lửa rất là tốt, anh có thể thắp bừng lên cái nhiệt huyết trong anh để thực hiện show này tốt hơn. Tin chắc rằng trong tháng 5 này chúng ta sẽ có những câu chuyện thật là vui vẻ bên nhân vật khách mời là Duy Khánh Jojo. Rất là thú vị, và mong quý vị khán giả sẽ chào đón sự trở lại của Duy Thanh nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn em rất là nhiều. Bây giờ thì anh xin được gửi tặng em một đoạn trích dẫn trong show của Đông Nhi nhé. Rất là vui và hài hước luôn. Em cùng lắng nghe nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với chuyện như chưa bắt đầu với Đông Nhi. Gì vậy? Gì mặt anh Giang? Em nói mặt anh biến thái, các bạn khán giả hỏi anh mặt biến thái như nào? Cho em mượn cái lớn lên cái xin. Chắc lớn. Người xưa trên nỗi đau nào lòng chợt thấy nghẹn ngào vì bao khát khao. Đợi chờ làm chi nỗi đau, ai ngờ tình yêu đôi ta như là mưa. Bao thương đã muộn màng vì mình đã vội vàng để lòng nát tan. Vậy mà giờ sao? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trên nỗi đau nào lòng chợt thấy nhẹ nhàng vì bao khát khao đợi chờ làm chi nỗi đau ai ngờ tình yêu đôi ta như là mơ bao yêu thương đã muộn màng vì mình đã vội vàng để nát ta vậy mà giờ sao nói không nên lời lệ rơi trên đôi mắt em từ trong con tim em cứ nhớ anh vô bờ tình yêu anh cũng đã khiến em mong chờ có cô bằng chưa bắt đầu qua phần trình bày của nữ ca sĩ Đồng Nhi. Lần đầu tiên hát ca khúc này không? Dạ, em hát karaoke thì cũng có hát được rồi. Em hát ca khúc mẹ em nghĩ đến ai? Dạ. Em hát ca khúc mẹ em nghĩ đến ai mà em nhập tâm dữ vậy? Mưa may quay cường nha. Dạ, không nghĩ đến Thắng. Em, chuyện của em và Thắng đã bắt đầu rồi và đến chuẩn bị đến với hồi kết rồi. Tưởng tượng. Em đã nói là em hay có cái tính là tưởng tượng á. Thì khi mà mình thể hiện một ca khúc gì đó thì mình hay tìm một cái hình ảnh gì đó trong đầu để mà mình hát có thể có cảm xúc nhiều hơn. Tại biết vậy làm em biết anh biết em lấy cảm xúc bằng như vậy thì trong một tour em khắp anh dán hình Thắng in hình khổ lớn ra dán luôn như vậy thì trình bày nó sẽ có nhiều cảm xúc hơn á. Chắc vậy anh. Từ lúc đó em khóc thì anh cho em khăn giấy nha. Có, sẵn sàng luôn, phòng thu lúc nào cũng sẵn sàng khăn giấy, nước và mọi thứ khiến cho các bạn khách mời cảm thấy thoải mái. À, ở phía sau lưng này cũng có Thắng đó đúng không đúng em? Rồi, đúng rồi. À, giờ anh cố tình đó em. Các bạn đã lắng nghe chương trình Studio tối thứ ba đang được phát sóng trên FM Cảm Xúc tần số 89MHz và tôi là Duy Thanh. Đó là một trích đoạn với show thực hiện với Đông Nhi. Các bạn thấy như thế nào? Tự nhiên nhớ Đông Nhi vô cùng. Một cô gái rất là ấn tượng. Bởi vì đầu tiên khi mà Duy Thanh tiếp xúc với Đông Nhi qua điện thoại thì Duy Thanh không có thiện cảm lắm. Bởi vì giọng của Đông Nhi là giọng giọng nó men men, thấy nó rất là khó gần. Tuy nhiên thì với 4 lần trò chuyện với Đông Nhi thì thấy lần cô nàng này rất là vô tư và vô cùng tình cảm. Duy Thanh nhớ rất là rõ cái lúc mà cứ mỗi lần xong show Thanh với Đông Nhi đi về nhà, cái ở trên thang máy đi xuống á, Nhi cũng hay nói chuyện với Thanh lắm, hỏi về chuyện tình yêu vân vân. Xong cái cứ mỗi lần mà Thanh hỏi về chuyện tình yêu giữa Nhi và Thắng, và lúc đó là mắt của Nhi rất là sáng, nói về chuyện tình yêu thì lúc nào Nhi cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi mà được có cái tình yêu rất là đẹp với ông Cao Thắng. Và cô nàng cũng rất là chịu chơi. Với cái đêm cuối cùng, Đông Nhi có nhắn tin cho Thanh là: anh ơi, em hát mấy bài em cũng hát hết, lỡ rồi hát luôn. Cái kiểu như vậy, đó là những gì rất là dễ thương mà Đông Nhi mà cho đến thời điểm hiện tại mà Thanh vẫn còn nhớ cô này, cô nàng này rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một vị thính giả nữa để xem là sự chào đón của vị thính giả này với chương trình là như thế nào nhé. Hello, Duy Thanh chào bạn ạ. Hello, xin chào anh Thanh. Xin chào, em tên là gì ạ?
Dạ, em tên là Hoàng ạ. Hoàng ạ? Hoàng. Hoàng. Rồi cho Thanh hỏi là Hoàng sinh sống và làm việc ở đâu? Em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội ạ. Hà Nội ạ? Dạ. Cho anh hỏi là với sự trở lại của sự thứ ba thì em cảm thấy như thế nào? Em rất là vui ạ. Rất là vui. Em rất là hóng với chương trình này. Mong lắm á. Nhưng mà cái khung giờ nó bị đổi là 23:30 thì có trễ quá so với em không? Dạ không, em thức muộn lắm. Em bình thường thì cứ phải tầm 1-2 giờ sáng mới ngủ. À vậy hả? À, rồi à, cho anh hỏi là à, em lắng nghe chương trình từ thời điểm nào và em thích nhân vật nào nhất với cái khoảng thời gian anh thực hiện vào năm trước? Em thì cũng mới nghe từ cái tuần cuối cùng của anh Trúc Nhân thôi ạ. Trúc Nhân, em thích Trúc Nhân hả? Dạ, em cũng thích ca sĩ này đó. À, Trúc Nhân thì gặp đầu tiên thì cảm thấy hơi khó gần một tí xíu, tại vì anh chàng này vô cùng cá tính cực kỳ luôn. Nhưng mà nói chuyện lần một, lần hai thì thấy là ẩn sâu trong cái sự cá tính đó, ẩn sâu trong cái sự nổi loạn là một anh chàng vô cùng tình cảm và đa cảm. Giống cái kiểu như là một người đã trải qua một cái cuộc sống nó hơi bị cơ cực á. Thành ra thì Trúc Nhân luôn tự bảo vệ mình bằng một cái vẻ ngoài nó hơi phớt đời một tí xíu. Nhưng mà chơi một, chơi hai lần, ba lần, bốn lần thì cảm thấy Nhân là một người rất là tình cảm. Anh cảm thấy là như vậy. Mặc dù là giữa anh và Nhân thì cũng không có thường xuyên nhắn tin với nhau nhiều lắm, nhưng mà anh cảm nhận là cứ mỗi lần chơi với Nhân thì cảm thấy anh chàng này rất là thật với anh. Anh không biết là Nhân như thế nào với những người khác, anh không quan tâm và anh cũng không có để ý người khác nói xấu về Nhân như thế nào đi chăng nữa. Tại vì Nhân thì chắc là cũng có được nhiều người vinh dự, được nhiều người nói xấu lắm, nhưng mà anh thì vẫn giữ đinh ninh cái ý kiến là Nhân vẫn là một cái anh bạn mà có thể chơi được. Rồi, còn gì nữa không ta? Em có muốn chia sẻ thêm với anh điều gì với sự quay trở lại với show này không? Em cũng thích cái show này, vì em nghe cái này thì cũng mới không được lâu lắm, nhưng nghe được mấy chương trình thì em ở báo là dừng cái tiếc, cảm thấy rất là buồn. Buồn lắm, anh cũng buồn. Lúc mà dẫn show cuối anh rơm rớm nước mắt luôn á, phát bài Chắc Ai Đó Sẽ Về là buồn vô cùng. Nhưng mà ngày hôm nay đã mở đầu lại bằng cách bằng bài hát là Cảm Ơn Em Đã Đợi Anh. Cảm ơn mọi người đã đợi Thanh. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều đã chia sẻ tình cảm của em với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Anh gửi tặng em một ca khúc trích từ chương trình của Trúc Nhân nha. Dạ, vâng, em cảm ơn anh ạ. Rồi. Cảm ơn chương trình ạ. Dạ. Chúng ta sẽ được nhắc lại tổng đài đường dây nóng của chương trình là 0838337826. Và khi mà ca khúc Mong Thời Gian Qua Mau kết thúc thì chúng ta sẽ cùng kết nối với Duy Khánh Jojo, nhân vật khách mời của tháng 5, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cái câu chuyện liên quan đến anh chàng này. Bởi vì buổi tối ngày hôm nay chỉ là một buổi tối chào sân thôi. Đáng lý ra thì Duy Khánh phải xuất hiện vào tháng 5 mới đúng, nhưng mà bây giờ thì vẫn còn vướng vào 28 tháng 4. Tuy nhiên thì Duy Khánh cũng đã cố gắng năn nỉ Khánh là thôi em kết nối với anh trong đêm nay đi, để mọi người có thể quen em, quen với cái độ... Ở gì ta, độ tán động của em. Rồi bốn tuần của tháng 5 thì cũng không có bỡ ngỡ, thì Khánh nói ok, em đồng ý. Và trong buổi tối ngày hôm nay rất là mong quý vị thính giả sẽ đăng ký kết nối với Duy Khánh Jojo thông qua tổng đài là 0838 37826 quý vị nhé. Đó là tổng đài đường dây nóng của chương trình 0838 37826. Còn nếu quý vị thính giả muốn thông qua Facebook thì chúng ta có thể truy cập vào Facebook và sở từ khóa là Siêu Thứ Thứ Ba, là chúng ta sẽ thấy ngay Facebook của chương trình, có hình của Duy Thanh ở đó và Duy Khánh Jojo ở đó, rất là dễ thương. Hy vọng là các bạn sẽ thích với Facebook và với việc tương tác với chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Mong Thời Gian Qua Mau, trích từ show thực hiện cùng với nam ca sĩ Trúc Nhân quý vị nhé. Cho nhạc lớn lên nữa đi ạ. Kia bão tố đầy trời, từng cánh lá cuốn gió mang vào lòng đêm thâu, cương thầm mối tình ngóng. Ngày về ôi xa quá, cánh nhạn còn miệt mài trong nắng hồng mê say.
lạc bầy chim chiêu chiết, hai phương trời cách biệt, đêm chờ và đêm mong. Ta đã quên, quên từng hơi thở, quên tiếng cười và sóng mắt đưa tin. Tám mùa đông, cây rừng khô trụi lá, chưa bao giờ một phút sống xa nhau. Thương những đêm chưa hề nghiêng nắng đổ, hát hiu buồn tiếng vòng nhẹ nhẹ đưa. Wow, buồn quá. Tiếng vòng nhẹ nhẹ đưa. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay, khi tình xuân đã úa bụi đời. Nhiều lúc muốn trách móc hay giận hờn vu vơ, chỉ làm phí ngày thơ. Dù rằng sau mưa bão, gió hiền hòa lại về, vẫn thấy lòng hoang vu. Cuộc đời là hư vô, bốn ba chỉ giữ người, khi mình còn đôi tay. Yeah. À, có một số chỗ em chưa có nắm được cái cấu trúc của bài cho nên nó hơi lộn chút xíu. Em đang nổi như gà rần rần nè anh. Em có hay hát một cái loại này không? Đôi khi ta đã quên, quên từng hơi thở, quên tiếng cười và sóng mắt đưa tin. Tám mùa đông, cây rừng khô trụi lá, chưa bao giờ một phút sống xa nhau. Thương những đêm trăng tàn soi sóng vắng, đưa em về anh viết thành bài ca. Phải không anh? Chẳng hề chưa hè nghiêng nắng đổ, hát hiu buồn tiếng vòng nhẹ nhẹ đưa. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay, khi tình xuân đã úa bụi đời. Nhiều lúc muốn trách móc hay giận hờn vu vơ, chỉ làm phí ngày thơ. Dù rằng sau mưa bão, gió hiền hòa lặn về, vẫn thấy lòng hoang vu. Cuộc đời là hư vô, bốn ba chỉ giữ người, khi mình còn đôi tay. Bốn ba chỉ giữ người, khi mình còn đôi tay. Studio tối thứ ba đã trở lại. Tôi là Duy Thanh, sẽ tiếp tục với những câu chuyện thân tình của các nhân vật mà các bạn yêu thích. Chuyện đời, chuyện nghề, chuyện hậu trường, cùng những thử thách đầy cam go và siêu hài hước dành cho khách mời. Các bạn vào 23:30 tối thứ ba hàng tuần trên FM Cảm Xúc, tần số 89 MHz. Hãy truy cập Facebook Studio tối thứ ba để có những thông tin mới nhất từ chương trình. Studio tối thứ ba trên FM Cảm Xúc, FM 89 MHz.
các bạn, mình là Duy Khánh Gogo. Hiện nay đang được yêu thích bởi một nhân vật, đó chính là cô giáo Khánh. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả các bạn trong suốt tháng năm này trong chương trình Studio Tối Thứ Ba trên FM Cảm Xúc 89MHz. Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 23:30 mỗi tối thứ ba của tháng năm nha. Các bạn đã lắng nghe chương trình Studio Tối Thứ Ba đang được phát sóng trên FM Cảm Xúc tần số 89MHz và tôi là Duy Thanh. Còn theo anh mãi thôi, cuốn lưu bút ghi một thời.
các bạn có nhận ra giọng của ai không ạ? Nếu mà các bạn xem những video clip là cô giáo Khánh trên YouTube thì các bạn sẽ không đoán được giọng của cô giáo mà thường ngày nó chanh chua, nó đanh đá, mà trong cái dòng nhật ký vừa rồi lại nó tình cảm đến như vậy. Thôi bây giờ chúng ta gặp nhân vật chính đi rồi chúng ta bày tỏ cái quan điểm xem là nhân vật chính giải thích như thế nào. Alo, Duy Thanh xin được chào đón nhân vật của tháng năm ạ, Duy Khánh Jojo. À dạ, em xin chào anh Duy Thanh cũng như là chào tất cả các bạn khán giả đang nghe đài ạ. Dạ. Rồi, Thanh có một cái thắc mắc là cái giọng nói thường ngày, anh xem cái video clip trên YouTube của em rất là nhiều, đặc biệt là những cái lúc mà em nạt học sinh đúng không? Thì cái lúc đó cái giọng em nó rất là cao và rất là chanh chua. Và khi mà em nghe anh nghe cái ca khúc dòng nhật ký vừa rồi, thú thật là anh cũng mới nghe sáng ngày hôm nay thôi, thì anh mới bất ngờ, ủa sao lại có một cái sự khác nhau nhiều đến như vậy. Thì cho anh hỏi là cái cơ duyên nào mà dẫn đến em đến cái nhân vật là cô giáo Khánh, và vì sao em lại không tập trung vào con đường ca hát của mình khi mà em có một cái chất giọng tốt như vậy ạ? Tại vì trước tiên thì cho em gửi lời chào đến tất cả mọi người đang nghe đài. Thì em được một cái rất là lạ là như vậy, có nghĩa là khi mà em hát là một giọng khác, mà khi em nói là một giọng khác, khi em diễn kịch là một giọng khác, rồi khi em diễn hài là một giọng khác. Em không biết là, nói chung là mình có được cái may mắn là mình có thể nói được nhiều cái giọng ở nhiều cái tần số khác nhau. Thì bên cạnh đó thì quay trở lại với câu hỏi của anh, thì là em tại vì trước đây là mọi người biết đến em trước là do là những cái clip của những clip hài của nhóm Dâm TV, như là Kính Vạn Bông, H2O, rồi Anh Chàng MC Nguyên Cục trong giọng hát thiệt. Rồi sau đó em vẫn tiếp tục tham gia các bộ phim truyền hình, sitcom trên TV. Rồi tiếp tục thì may mắn một lần nữa mỉm cười với em thì em lại được đón nhận ở một cái vai diễn là cô giáo Khánh của School TV, trực thuộc Dâm TV, kênh truyền hình Dâm TV. Thì khi mà mình... khi mà em nhận được cái lời mời mà để tham gia cô giáo Khánh, đó chỉ là hóa thân thành một cô giáo để nói lại những câu nói bất hủ của thầy cô nhân dịp ngày 20 tháng 11 hiến chương nhà giáo. Thì em nghĩ là em tham gia chỉ là để vui thôi, nhưng mà khi mà đến cái ngày 20 tháng 11 thì tung cái sản phẩm này ra thì nó chỉ là một cái sản phẩm rất là thủ công luôn. Và công nhận là nếu như mọi người mà xem kỹ cái sản phẩm đó thì đây đúng là một sản phẩm thủ công luôn, nhưng mà không ngờ lại được quan tâm và đón nhận nhiều như vậy. Thì các bạn lại ưu ái cho cô giáo Khánh, nên ở bên Jam TV quyết định là sẽ lập một series hài mang tên là Cô Giáo Khánh. Dạ. Còn còn ca hát thì đối với em chỉ là vui thôi. Nên em nghĩ là trước mắt thì mình tập trung cho cái công việc diễn viên của mình. Thì khi mà mình đã được đón nhận, khi mà mình thành công ở một lĩnh vực nào đó rồi, thì em nghĩ là mình rẽ hướng nó sẽ dễ dàng hơn. Còn bây giờ thì đối với em hát chỉ là tại vì em cảm thấy thích. Em cảm thấy thích và em thu âm rồi em đăng tải trên cộng đồng mạng thôi, chứ em vẫn chưa có đi hát nhiều ạ. Anh sẽ được chia sẻ với em là anh cũng đã theo dõi từng bước chân của em từ khi mà bước vào nghề. Anh nhớ là rõ là có một anh chàng Duy Khánh hồi xưa là hình như là dẫn một cái chương trình nào đó ở trên YouTube, mà chương trình về giới thiệu các địa điểm ăn của một cái công ty nào đó. Anh nhớ rất là rõ như vậy. Tại vì em không tin là cái clip đó anh có thể coi được, tại vì cái clip đó là đã rất là lâu luôn rồi. Cái khi đó em còn đang học lớp 11 á, cái lúc đó. Tại vì anh là bạn của cái bạn mà quay cái clip đó là một cái người bạn tên là Kevin, Mark Kevin hay gì đó. Một cái... Dạ. Đúng rồi, anh là bạn của người đó, và sau đó thì anh có thấy một cái clip, anh thấy rồi, trời sao mà có một cái anh chàng nó lanh đến như vậy nhở. Sau đó bẵn đi một cái thời gian, tự nhiên anh quay trở lại với YouTube và anh xem thấy được là nhân vật cô giáo Khánh, và ngay lập tức thì nhân vật của em đã được mọi người đón nhận rất là nhiều với sự thoải mái trong giao tiếp. Và nói chung là tính cách của em cũng khá là thú vị nhở, khi mà nhiều người mà chia sẻ quan điểm, khi mà nhận xét về Duy Khánh trên Facebook, trên fanpage của chương trình á, thì chia sẻ em đó là rất là thân thiện, dễ thương, dễ gần, mà cứ mỗi lần mà tiếp xúc và nói chuyện với em á, chừng khoảng 5-10 phút thôi là ý như rằng là sẽ không thể nào ngồi yên được. Dạ anh cảm ơn ạ. Rồi, có rất là nhiều những cái câu hỏi. Đầu tiên chắc là anh sẽ list những cái câu hỏi mà các bạn khán giả đã gửi về nha. Dạ vâng ạ. Câu hỏi đầu tiên là của bạn có nickname là Cẩm Thi. Bạn hỏi là anh Khánh thì ở ngoài rất là thân thiện và dễ thương, anh rất là vui vẻ với fan, nên sẽ có rất nhiều người trong showbiz rất là thích anh. Vậy trong showbiz ngoài chú Thành Lộc ra thì anh còn thích hoặc yêu mến ai nữa không ạ? Và anh đến với Cần Thơ rồi, vậy anh thấy fan Cần Thơ như thế nào nè? Bây giờ trước tiên thì em xin trả lời câu hỏi của bạn. Em là một người, thật ra thì em có một cái quan điểm là em làm nghệ thuật thì đến giây phút này em vẫn chưa
bản thân em vẫn chưa cảm thấy hài lòng với những gì mà mình làm được, và em vẫn chưa có nghĩ mình đã trở thành một diễn viên. Nói chung là mình chưa có nhận mình là một diễn viên. Mình chỉ đang dừng ở một cái mức độ là mình là một người trẻ có niềm đam mê đóng phim, và hiện tại mình đang được yêu quý bởi những cái nhân vật mà mình đã hóa thân, đã thể hiện thôi. Nên em vẫn đang cố gắng từng ngày, và em nghĩ là bản thân mình chưa có là cái gì cả, chưa có là người nổi tiếng, nên mình không có được quyền chảnh chẽ với ai hết. Nên em nghĩ là em có làm sao thì em cứ để như vậy. Nên được cái thì mọi người xung quanh em thương em là ở chỗ đó. Rồi ở trong khi mà em hoạt động nghệ thuật thì tại vì bạn đang nghĩ theo một cái hướng là ngoài chú Thành Lộc ra thì anh Khánh còn thích ai không hả? Thật ra thì anh Khánh không phải dùng từ thích cho chú Thành Lộc nữa, mà là dùng từ ngưỡng mộ, dùng từ thần tượng, tôn thờ. Nó một cái gì đó nó cao lắm. Đối với anh, chú Thành Lộc là một cái tấm gương, không phải đơn thuần một tấm gương, nó là một cái gì đó nó, cái hướng đi mà mình noi theo, đúng không em? Dạ đúng rồi ạ. Mình noi theo từ cách sống nè, cách làm người nè, làm nghề nè, cũng như là mình có cái cách mà chú hóa thân vô vai diễn đó. Tại sao mà chú hóa thân vô những cái vai diễn tất cả đều được, đều rất là ngọt và không có gọi là coi cái cảm giác rất là thoải mái hết. Nên khi mà mình coi nhiều quá thì giống như mình coi riết cái tiền, mình cảm thấy là wow, phải công nhận đây là một cái người mà để mình đáng để mà mình học hỏi nó, cho dù là sau này gọi là lớn như thế nào, có đã thành danh hay như thế nào, thì đối với Khánh thì chú Thành Lộc vẫn là một cái gì đó nó khó diễn tả lắm. Đó là một cái sự tôn thờ nhất định. Còn trong khi mà mình làm nghệ thuật thì Khánh đã tiếp xúc với ai rồi, thì nếu mà ai mà đã dành cho mình những cái tình cảm, những cái sự ưu ái, thì mình sẽ dành lại cho họ những cái điều tốt nhất. Tại vì Khánh nghĩ là mình không có phải, mình làm nghề chứ mình không có tân thi sao đo với ai hết, nên ai mà thương mình thì mình thương lại thôi à. Còn câu hỏi phụ là anh đã từng xuống Cần Thơ rồi, thì anh nghĩ đó là một cái điều hết sức may mắn với anh. Tại vì trước giờ thì anh đóng phim thì không có, nói chung là đâu phải là mình đi diễn gì nhiều đâu, mình chỉ đóng phim ở trong thành phố thôi. Tại vì sức khỏe anh không có, anh ít khi nào mà nhận những cái phim mà đi xa hết. Nhưng mà tại vì không biết sao dính cái hợp đồng này, tự nhiên Phúc đóng tiếp hợp đồng rồi mới biết là phim này có đi Cần Thơ. Cái tự nhiên xuống Cần Thơ rồi mới cảm thấy là wow, phải là một chuyến đi rất là ý nghĩa, và phải cảm ơn tất cả các bạn ở Cần Thơ rất là nhiều. Đó là cái điều lần đầu tiên mà anh có cơ hội được tiếp xúc với những người yêu mến mình ngoài Sài Gòn, và Cần Thơ là nơi đầu tiên và cũng là những con người đầu tiên đón chào anh, và anh rất cảm kích những điều đó. Nhân dịp coi như là sẵn tiện qua chương trình này, anh xin gửi lời cảm ơn đến bạn, cũng như là cảm ơn đến tất cả các bạn ở Cần Thơ đã yêu mến anh, yêu mến nhân vật cô giáo Khánh ạ. Lúc nãy thì câu hỏi đầu tiên á, em trả lời thì em nói được một cái may mắn là em nói thì giọng khác, em hát thì giọng khác, em diễn thì giọng khác, và em biết làm cái gì nữa thì giọng khác. Em có nhiều, có 4 trường hợp rồi. Ví dụ như là tại vì em ví dụ như là mình lên một sân khấu, mình sẽ nói một cái tiếng nói sân khấu. Còn mình khi mình đóng phim thì mình phải thoại, mình phải nói như thế nào cho nó đời, để cho người ta nghe, người ta cảm thấy, tại vì phim ảnh là đời mà. Mình đem từ cái đời mình vô phim để mình phản ánh, mình nói lên những cái hiện trạng của xã hội, nên phim là phải đời, thì mình phải thoại như thế nào để cho cả người ta coi, người ta cảm thấy là nó gần gũi, mình coi mình cảm được. Còn lên sân khấu thì nó cần một cái gì đó nó cách điệu, nó hơi quá. Thật ra là tại vì để lấy được cảm xúc của khán giả trực tiếp rất là khó, nên khi mà tiếng nói sân khấu nó khác nè, tiếng nói trên phim ảnh nó khác nè, rồi mình hát thì mình cũng phải hát như thế nào để mà mình truyền tải được cảm xúc đó. Chứ đâu mình đâu thể nào mà mình lấy một cái giọng sân khấu để mà mình hát, hay là mình lấy một cái giọng hát để mình lên sân khấu mình diễn kịch được. Nên mỗi một cái lĩnh vực thì em có thể nói được một cái giọng nó khác nhau. Em có thể đưa ra ví dụ, chẳng hạn là bây giờ diễn kịch đi thì... Dạ, ví dụ như diễn kịch thì trời ơi, mẹ, mày làm gì vậy? Sao tự nhiên mẹ gom đồ đạc của nhà mình, mẹ quăng ra ngoài đường hết vậy? Có cái gì thì từ từ mẹ nói, thì nó sẽ là cách điệu hơn một chút. Còn ví dụ như mà vô phim ảnh, trời ơi gì vậy mẹ, sao tự nhiên đồ đạc trong gia đình mình cứ tự nhiên mẹ đem ra ngoài hết trơn à? Có cái gì thì mẹ bình tĩnh đi, thì nó lại nó gần gũi hơn. Rồi ví dụ như là cô giáo Khánh chẳng hạn, thì nó lại đanh đá hơn, hay một cái giọng nó cố gắng nó nhỏ nhẹ, nó như thế nào đó, nó cho nó nữ tính một chút. Ví dụ như là trời, nó coi cái con này làm cái gì vậy, thiệt không có hiểu được nè, nha, tập trung nha, tập trung viết bài liền cho con. Kiểu như vậy, nó đanh thét hơn, nhưng mà nó vẫn giữ được một cái giọng điệu của một người con gái, nó không có bị đàn ông quá. Nhưng mà để rèn luyện được những cái sự khác biệt đó, thì em có phải tốn qua một cái khoảng thời gian dài không, và em học hỏi từ phía ai?
Em nghĩ là nó thuộc về cái bản năng, cái khiếu rồi. Em không có cơ hội học qua trường lớp, nhưng mà cái này gọi là, cái là mình có cái khả năng là mình có thể nói được nhiều giọng, nhiều thứ tiếng, là mình có thể giả giọng được ông già, con nít hay như thế nào đó. Có nghĩa là mình đã có được một cái bản năng rồi, nhưng mà mình biết được, mình ý thức được là mình có thể làm được điều đó, nên mình càng phải rèn luyện để cho những điều đó nó càng ngày nó càng rõ rệt hơn và nó hoàn thiện hơn. Nên em nghĩ là cũng nó ở bản thân thôi. Nếu như là mình như là sao ta, với lại là em coi kịch rồi em coi này nọ, nói chung em cũng lấy chú Thành Lộc ra là một tấm gương. Chú Thành Lộc khi mà hóa thân thành một nhân vật nào đó thì chú Thành Lộc đều có một cái giọng đặc trưng và đặc thù riêng, nên giống như mình coi chứ cái mình bị nhiễm, giống như mình học hỏi, giống như là nó theo cái bản năng đó, mình không có giải thích được. Tức là nó nhiễm vào người mình rồi mà nó phát ra lúc nào mình không hay. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi có một câu hỏi của một người bạn còn rất là vui, cũng ở trên Facebook luôn. Bạn này có nickname là Ni Jamie. Bạn này có nói rằng: chào anh Khánh, em muốn hỏi anh là bộ phận nào trên cơ thể anh cảm thấy tự ti nhất, và bộ phận nào trên cơ thể mà anh nghĩ hấp dẫn người khác nhất, vì sao ạ? Tự tin nhất hả anh? Tự tin và tự ti nhất. Tự ti nhất đi, rồi nghĩ là bộ phận nào sẽ khiến cho người khác hút em vào, hút vào em hơn, hấp dẫn người khác. Sexy. Bộ phận mà em cảm thấy tự ti nhất. Tự ti hả? Trời ơi, nếu mà nói một bộ phận mà tự ti thì em nhiều lắm anh ơi. Ví dụ. Tại vì cái mặt của em, cái mặt của em nó hề lắm, nên nhiều lúc mà mình muốn vô mấy cái da đẹp đẹp nó cũng khó. Ví dụ như là cái bộ phận tự ti đầu tiên của em là cái chân. Em không có được cái chiều cao như em mong muốn, nên đó cũng là một cái điều mà em cũng thấy là mình thực sự rất là hơi bị tự ti khi mà mình tham gia, mình bước chân vô con đường làm nghệ thuật. Nó khó nói lắm. Nói chung là tại vì em cũng một phần là em do em là bị bệnh tim, em bị bệnh xương chèn tim, nên cũng là do cái bệnh đó nó cũng một phần nào nó làm cho cái sự phát triển cơ thể của em nó không được tốt, nó không có được đều và nó không có tối đa. Thì cái chân. Cái thứ hai nữa là em đi phim thì em bị mấy chú đạo diễn nói là mắt gì đâu mà một mí, rồi mỗi lần cười hay nói gì thấy có lằn kẻ là nhìn nó kỳ cục ghê luôn. Nhìn nó không có như là, tại vì khi mà mình đóng phim thì mình cái điều mà mình muốn truyền tải đến khán giả đó chính là đôi mắt. Dạ đúng rồi. Dạ thì đôi khi đó một cái cảnh mình không có thoại mà mình sẽ diễn trên một cái nền nhạc hay là mình diễn như thế nào đó bằng đôi mắt để cho khán giả hiểu được mình đang tức giận, mình đang giận hay như thế nào đó. Thì mắt của em thì nó bị một mí mà nó còn hiếp nữa, nên thật ra thì đó cũng là một cái duyên, nhưng mà đó cũng là một cái tiêu cực trên phim ảnh của em. Nên vì vậy thì bản thân em thì cũng đang cố gắng, coi là mỗi lần mình đi phim hay là như thế nào đó thì em cũng luôn mở mắt, hay như là nói chung là mỗi lần mình diễn thì mình cũng phải biết cân nhắc lại, mình dè chừng lại mắt của mình phải như thế nào như thế đó. Tức là mình phải điều tiết cho đôi mắt mình nó vừa đủ thôi, nó không có quá nhỏ mà cũng không quá to hay sao. Dạ đúng rồi anh. Dạ nói chung là có thể là mắt mình nhỏ nhưng mà mình phải làm cho người ta nể là tuy mắt mình nhỏ nhưng mà mình vẫn có thể mang được đến cho khán giả những cảm xúc tối đa nhất. Có nghĩa là mình sẽ làm những điều khác biệt. Tại vì mình không có được những cái trọn vẹn như người ta, thì mình phải cố gắng tạo cho mình một cái riêng mà vẫn giữ được cái cảm xúc cho người xem. Anh thấy em diễn những cái cảnh mà cảm xúc trong mấy cái phim ngắn mà em up trên YouTube, anh thấy em cũng có chiều sâu ấy chứ. Cũng không, mắt em cũng không đến nỗi nhỏ như em nói. Dạ. Thì những cái phim ngắn em làm thì em tự cứu bản thân mình, em tự che lấp khuyết điểm cho mình bằng cách là em đeo cái mắt kiến. Chứ thật ra thì nếu như mà em đi phim truyền hình có những cái vai, ví dụ như là những cái vai nhà nghèo hay là những vai nào đó, thì em đâu thể nào đeo mắt kiến không tròng hay như thế nào để lấp liếm cho cái đôi mắt của em đâu. Nên đó cũng là một cái hạn chế . Nên em nghĩ là em không thích đôi chân của mình và đôi mắt của mình. Đó là hai cái điều em cảm thấy khá là tự ti. Nhưng mà em không có ý định là em sẽ cắt mắt hay là em sẽ làm cái gì đó. Nói chung em nghĩ là ông trời cho mình nào đó thì nó phải có một cái lý do, và mình phải nên hài lòng bởi vì đó là những điều mà tốt đẹp nhất mà ba mẹ đã dành cho mình. Rồi. Còn cái phần mà em cảm thấy là mình có thể hấp dẫn được đối phương nhiều nhất trong câu hỏi này. Em nghĩ là chắc là cái miệng á anh. Tại vì cái miệng của em nào cũng liên thiên á. Dạ em giúp cái miệng của em là giúp cho em có rất là nhiều cơ hội khi mà em tham gia nghệ thuật, giúp cho em có nhiều cái cơ hội để mà em nhận những cái vai diễn hài hước thú vị và giúp cho em được những người xung quanh yêu thương. Dạ em nghĩ là cái miệng của em. Rồi như vậy thì các bạn khán giả lưu ý nha, bạn Duy Khánh thì đầu tiên là bạn hai bộ phận bạn tự tin nhất là chân và mắt. Ủa nhưng mà anh thấy em cũng cao cao chứ, em cao mét bao nhiêu Khánh hả?
Dạ. Tôi nói chi là giờ bị lật tải cái này. À, nếu mà nói thật, nói về trung thật á, thì là em cao 1m69. Nhưng mà nếu nhưng mà bình thường thì em ra đường hay là em đi phim, em đi diễn gì đó thì em lúc nào cũng cố hỗ trợ cho mình thêm vài cm nữa, bởi một đôi dài có độn. Nên em cao được đến 1m73 lần. Rồi ok, vậy cũng ổn rồi. Rồi cái phần mà Khánh cảm thấy tự tin nhất là vẫn là miệng, tại vì nhờ nó mà em đã tiếp xúc được với các bạn khán thính giả. Tại vì thấy là em nói chuyện rất là duyên, và nhiều khi mà em diễn cứ như không diễn, giống như là em đang hóa thân, đang tự hóa thân bản thân mình vào vai diễn như vậy á, rất là thú vị. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Ngân Hồng, bạn hỏi rằng: anh Khánh ơi, em chỉ mới biết anh gần đây thôi, biết anh qua cái tính dễ thương, cách nói chuyện hài hước và mấy cái biểu cảm cute của anh, và anh chuyên về diễn xuất. Em thấy anh cũng hát hay nữa, sao anh không làm ca sĩ, sao anh không đầu tư nhiều vào ca sĩ? Cho em hỏi thêm là động lực nào đã khiến anh kiên trì và theo đuổi nghề diễn viên vậy à? Cảm ơn anh. Nhiều câu hỏi quá. Bây giờ trả lời từng cái ha. Trước tiên thì anh cảm ơn em vì đã dành cho anh những cái lời khen có cánh. Thì anh rất là vui về điều đó. Thì trả lời hình như là câu hỏi chính trong cái này là tại sao anh không đi làm ca sĩ, đúng không ạ? Đúng rồi. Tại sao em không đi làm ca sĩ? Dạ. Thì thật ra thì hiện nay thì về mặt giải trí, về không chỉ riêng về phim ảnh hay là âm nhạc, hay là nói chung là tất cả những lĩnh vực mang tính chất giải trí nghệ thuật, thì hiện nay nó đang bị bão hòa. Tại vì có nghĩa là rất là khó để mà mình tạo được cho mình một cái riêng, và muốn thực sự trở thành một ca sĩ, một người ca sĩ đúng nghĩa, thì nó phải cần hội đủ rất là nhiều cái yếu tố. Anh cảm thấy là mình chưa có cảm thấy tự tin, và mình chưa có nghĩ là mình chưa có đủ những cái yếu tố để trở thành một ca sĩ. Thì khi mà mình có nghĩa là tụi em đón nhận anh, rõ ràng là tụi em đón nhận anh từ bên phía những cái tính cách hài hước, những cái vai diễn. Nhưng mà sau đó thì em nghe nhạc anh thì em mới thích anh. Chứ nếu thật sự nếu mà anh bắt đầu từ những bài hát thì có lẽ như là anh không có cạnh tranh lại ai hết. Tại vì bây giờ có rất là nhiều người hát hay, anh thì anh không được học qua trường lớp, nên anh hát cũng sẽ không có chuyên môn, không có nhạc lý. Nhưng mà anh hát vì anh thích, và anh hát và anh truyền tải những cảm xúc của anh vô bài hát, thì nên đôi khi là bạn nghe bạn có một cái sự đồng cảm đó thôi, chứ nếu mà để mà đi hát thì rất là khó. Nên anh nghĩ là cái chuyện là sau này anh có đi hát không thì cũng khó nói lắm, không biết được, đó cũng là một cái duyên. Nên anh cứ cố gắng tập trung cho cái công việc chính của mình là mang tiếng cười lại cho mọi người, rồi hóa thân thành những nhân vật hài hước. Thì ở bên cạnh đó, nếu mà có thời gian rảnh thì anh vẫn đi thu âm, vẫn làm MV và vẫn tung lên mạng, không mất gì hết. Nhưng mà bù lại thì mọi người cũng sẽ có cơ hội đón nhận anh thêm ở những lĩnh vực mới, những lĩnh vực khác. Câu hỏi thứ hai là: cái động lực nào đã khiến anh kiên trì và theo đuổi nghề diễn viên đến cùng? Nói ra thì nói thiệt là bản thân mình giống như là mình có nhiều lúc ngủ không được, rồi cũng nằm tắt đèn, rồi đèn gác tay lên trán, tự hỏi với bản thân mình là nếu như mình không làm diễn viên, nếu mình không đi theo con đường này, không đi theo nghệ thuật, thì chắc là mình là một con người rất là vô dụng, và không biết là lúc đó mình sẽ làm gì. Nhiều lần đặt cho mình nhiều câu hỏi rồi chứ, rồi cũng nhiều lần nghĩ là nếu như mà mình làm cái nghề này nó không thành công rồi sao, nghề này nó phức tạp, nó khó khăn lắm chứ đâu phải giỡn đâu, mà lỡ như mà mình làm không thành công rồi mình làm gì giờ, làm gì mà sống, làm gì mà có tiền phục vụ cho cha mẹ, phục vụ cho tương lai của mình. Những cái câu hỏi đó nó mơ hồ lắm. Thật ra khi mà mình làm cái nghề này, mình đến với cái nghề này cũng là vì một cái duyên. Với lại cái thứ hai là vì mình đam mê, không hẳn là đam mê nữa, mà giống như là mình tôn thờ cái công việc này luôn rồi. Giống như là mình ao ước để mình làm cái công việc này á. Sao ta? Không biết nói sao. Cái động lực mà để mình duy trì được là khi mà mình làm một cái sản phẩm nào đó ra mà mình được đón nhận nhiều, cái tự nhiên mình cảm thấy thích thú lắm. Và mình giống như là trời thích quá, bây giờ mấy bạn đón nhận mình vậy rồi, là bản thân mình phải tự cố gắng về chết rồi, bây giờ các bạn đón nhận mình nhiều rồi, là cái sản phẩm tiếp theo mình phải cố làm như thế nào, phải chu toàn, phải cải thiện cho cái nhân vật, cho cái lối diễn của mình như thế nào được phong phú đa dạng hơn, để các bạn phải yêu thích mình hơn, phải mến mình hơn, và phải dành cho mình nhiều tình cảm hơn. Chứ đôi khi thí dụ mà tôi một sản phẩm nào đó ra mà các bạn không đón nhận, các bạn không yêu thương, và nó không được
hình chiếu cao thì mình cảm thấy mình không có động lực để mình cố gắng, nên mình cảm thấy là mình rất là may mắn khi mà xung quanh mình rất là nhiều người yêu thương và ủng hộ sản phẩm của mình, nên đó cũng chính là một cái động lực của Khánh. Với lại ba mẹ cũng ủng hộ Khánh nữa, nên Khánh nghĩ là cũng không phải là động lực đâu, mà là đó là những điều mà mình cần phải làm. Đó là một vài những cái câu hỏi của các bạn thính giả đặt cho Khánh thôi, còn rất nhiều những cái câu hỏi khác nữa. Tuy nhiên thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ gián đoạn cuộc kết nối với Khánh ở đây và sẽ quay trở lại với kết nối với Khánh trong khoảng 10-15 phút nữa nhé. Alo. Alo, dạ. Anh sẽ gián đoạn cuộc kết nối với em trong khoảng vài phút, rồi sau đó thì sẽ tiếp tục chờ những câu hỏi từ quý vị thính giả, rồi sau đó thì anh sẽ kết nối lại với em nhé. Dạ vâng ạ, em chào anh. Rồi, xin chào, tạm biệt bạn Duy Khánh ạ. Kính thưa quý vị thính giả, nếu quý vị thính giả muốn đặt câu hỏi với Duy Khánh, người bạn sẽ xuất hiện trong suốt tháng 5 cùng với Duy Thanh, thì các bạn có thể điện thoại đến tổng đài đường dây nóng, nóng là 0838337826, hoặc các bạn có thể truy cập vào Facebook là Siêu Thứ Tư Ba, để chúng ta có thể đặt câu hỏi cùng với nam diễn viên Duy Khánh Jojo, được biết đến với nhân vật là cô cháu Khánh. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là bây giờ các bạn đang cảm thấy hơi bị buồn ngủ đúng không ạ? Hàng sẽ khuấy động không khí cho các bạn nhé. Một ca khúc rất là hay đến từ nữ ca sĩ Đông Nhi, một người bạn mà Thanh nhắc từ nãy đến giờ. Một cô gái rất là dễ thương, Thanh thích. Rồi, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Hot, một ca khúc được trích từ cuộc thi mà Đông Nhi đang theo đuổi, The Remix. Và các bạn cùng lắng nghe. I'm
thiệt hạt. Thành phố nghe đài, người thành phố nghe đài bớt âu lo. Và người từ khắp thôn làng, người từ khắp thôn làng. Xin chào, tôi là Tiến Đạt. Tôi sẽ mang đến cho các bạn một phong cách âm nhạc mới trên radio. Hãy tận hưởng cuộc sống với hơi thở âm nhạc nhẹ nhàng cùng Tiến Đạt trong chương trình Acoustic Show trên FM Cảm Xúc 89 MHz. Acoustic Show 15 giờ thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên FM 89 MHz. Hãy truy cập Facebook On Air cùng biệt đội siêu nhiên để có những thông tin mới nhất từ Tiến Đạt và chương trình nhé. Bánh Quy là tôi nè, và gia đình Bánh Quy vui vẻ xin chào. Hôm nay mình sẽ nấu món gì đây? Bánh Quy. Trời ơi, cái gì mà nhoi nhoi à. Đã có phù thủy Bánh Quy là ta đây thì không việc gì phải sợ. Cả thế giới hãy để Bánh Quy. Hài hước, vui nhộn với những câu chuyện gia đình thú vị. Độc đáo, hấp dẫn với phong cách thể hiện hiện đại mới lạ. Bánh Quy vui vẻ. Cho bé. Cho ba. Cho mẹ. Cùng vui. Cùng chơi, cùng cập nhật những thông tin thường thức gia đình bổ ích và những câu chuyện dành riêng cho bé. Bánh Quy vui vẻ, 18 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên FM Cảm Xúc, tần số FM 89 MHz. Hãy truy cập Facebook On Air cùng biệt đội siêu nhiên để có những thông tin mới nhất từ chương trình. Tối thứ ba đã trở lại. Tôi là Duy Thanh, sẽ tiếp tục với những câu chuyện thân tình của các nhân vật mà các bạn yêu thích. Chuyện đời, chuyện nghề, chuyện hậu trường, cùng những thử thách đầy cam go và siêu hài hước dành cho khách mời. Vào 23:30 tối thứ ba hàng tuần trên FM Cảm Xúc tần số 89 MHz. Hãy truy cập Facebook Studio tối thứ ba để có những thông tin mới nhất từ chương trình. Studio tối thứ ba trên FM Cảm Xúc, FM 89 MHz. Chào các bạn, mình là Duy Thắng Gogo. Hiện nay mình đang được yêu thích bởi một nhân vật, đó chính là cô giáo Khánh. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả các bạn trong suốt tháng năm này trong chương trình Studio tối thứ ba trên FM Cảm Xúc 89 MHz. Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 23:30 mỗi tối thứ ba của tháng năm nha. Các bạn đang lắng nghe chương trình Studio tối thứ ba đang được phát sóng trên FM Cảm Xúc tần số 89 MHz và tôi là Duy Thanh. Duy Thanh lặp lại tổng đài đường dây nóng của chương trình là 0838 37 826, lặp lại nhé, 0838 37 826. Khi mà các bạn điện thoại về đây đăng ký để được kết nối với chương trình, với chủ đề của số đầu tiên quay trở lại comeback của siêu thứ ba, chúng ta sẽ chia sẻ về chương trình và qua đó thì chúng ta cũng có thể đặt câu hỏi với nhân vật chính của tháng năm, đó chính là Duy Khánh Jojo. Lúc này chúng ta đã có một cuộc kết nối ngắn rồi, chắc có lẽ một lát nữa Thanh sẽ kết nối lại với Duy Khánh ngay khi mà chúng tôi đặng cập nhật được cái sự chia sẻ từ quý vị thính giả thông qua tổng đài này, hoặc các bạn có thể đặt câu hỏi tại địa chỉ website Facebook là Siêu Thứ Ba FM 91 MHz để chúng ta có được những thông tin mới nhất từ chương trình nhé. Còn bây giờ thì sẽ là cuộc kết nối tiếp theo. Alo Duy Thanh, chào bạn ạ. Vâng, xin chào. Dạ xin chào anh ạ.
ạ. Dạ, anh tên là gì vậy ạ? Dạ, mình tên là Đạt. Dạ, cho em hỏi là anh Đạt muốn chia sẻ về chương trình hay là muốn nói về nhân vật của tháng 5 là Duy Khánh ạ? À, thực ra thì lúc đầu mình có đăng ký qua chương trình, nhưng mà thông qua một ít phút nghe hai bạn trò chuyện với nhau thì cũng bắt đầu có ấn tượng về nhân vật, bởi vì là mình cũng hôm nay biết đến Duy Khánh Jojo. Bây giờ thì anh muốn chia sẻ về chương trình hay là với Duy Khánh, mình chia ra hai mảng. Nếu được cả hai thì thích hơn. Dạ. Đầu tiên là chia sẻ về chương trình hả anh? Đúng rồi. Thực ra thì mình chương trình mà trong năm ngoái mình nghe tương đối gần đầy đủ. Đấy là chương trình mà về Thanh Ngọc, bởi vì là mình biết đến Thanh Ngọc từ thời nhóm Mắt Ngọc của Thanh Ngọc. Bởi vì là cái tuổi mình cũng sẵn sàng tuổi Thanh Ngọc. Thế là cũng hay nghe Thanh Ngọc hát thời thiếu niên. Là và cái hồi đấy cái chương trình mà Duy Thanh và Thanh Điền dẫn cùng nhau chỉnh chọe rất là steam. Thế là mình rất là nhớ cái chương trình ấy. Là chương trình không ạ? Đúng rồi, chương trình với Thanh Ngọc. Hả? Chương trình Thanh Ngọc thực hiện với Thanh Điền phải không anh? Đúng rồi. Dạ, rồi. Đó là chương trình ấn tượng nhất, còn gì nữa không anh? Và thực ra thì mình cũng có tự riêng với bản dẫn chút xíu, là mình biết là bản dẫn thường thường có lẽ là bạn để lại ấn tượng vì là bạn nói chắc là nhiều nhất trong các bản dẫn. là sao em chưa hiểu ý anh lắm, tức là anh đang phản ánh em là nói chuyện nhiều không, hay là không, em không, thích không. Cái anh thích cái điều đó em chưa hiểu ý anh lắm. Thực ra thì bạn không nên lo ngại vì là mình cũng là người nói nhiều, cho nên là cũng dễ tìm được tiếng nói chung với những người nói nhiều. Dạ. Tức là anh thích cái sự nói nhiều của em đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em đang có một câu hỏi trong đầu em á. Anh thích cái sự nói nhiều của em, nhưng mà lại anh thích cái show của Thanh Điền dẫn là như thế nào anh? Thực ra cái chương trình đấy là hai người dẫn chung, Thanh Điền và Duy Thanh cùng làm chung. Không, show của Thanh Ngọc là em không thực hiện một show nào luôn. Có một chương trình có tham gia, có đưa thử thách cho Thanh Ngọc. Em nhớ rồi. Vậy là anh ấn tượng với cái show cuối cùng của em với Điền, khi mà em với Điền dẫn với nhau và có điện thoại cho Thanh Ngọc đúng không? Đúng rồi. Tức là anh thích cái show đó nhất đúng không? Đúng rồi. Em cứ nghĩ là cái trong cái tháng của Thanh Ngọc, tại vì trong cái tháng của Thanh Ngọc là Thanh Điền dẫn, và với sự quay trở lại của siêu thứ ba thì chỉ có một cái duy nhất là em thôi, là Duy Thanh. Dạ. Dạ. Rồi còn muốn chia sẻ thêm điều gì về chương trình không anh? Thực ra thì chương trình đem lại những có rất nhiều cái, thực ra là mình cũng không phải là người mà thích nghe các cái chương trình về các bạn sao, vì là chắc là tuổi mình cũng không còn đủ trẻ để mà cuồng nhiệt như các bạn trẻ bây giờ dành cho các sao nữa, nhưng mà cái đơn giản là đôi khi nghe những cuộc trò chuyện của các bạn vào đêm khuya cảm thấy nó nhẹ nhàng và cảm thấy nó đầu óc nó thoải mái. Thế thì lý do tại sao mà mình nói chuyện mà bạn nói nhiều mà để lại cho mình nhiều ấn tượng, vì là những lời chia sẻ của bạn với các bạn kết nối trên đài ra nó là một cái sự trải nghiệm dành cho các bạn. Đặc biệt vì là mình nhận thấy là các bạn kết nối lên đài thường thường là các bạn trẻ, các bạn sinh viên. Bởi vì các bạn có những cái nỗi buồn trong cuộc sống, những cái pha thấp. Và bạn đã góp phần giải tỏa được cái tâm lý của các bạn ấy và góp phần tiếp thêm động lực cho các bạn ấy. Đấy là điều mà mình cảm thấy rất là thích. Vậy là chắc là anh nghe em ở cái show khác á, đúng không? Và điều kết nối. Dạ đúng rồi, còn cái show này là em bị tưng lắm anh. Em em bị tăng độ nhiều ở cái show này. Tức là với show thứ ba thì em là một người rất là hoạt bát, là một người luôn luôn mang đến tiếng cười cho mọi người. Mình biết cả. Thực ra là mình cũng là người hay nghe đài, nhưng mà thực ra là mình hay nghe thời sự và các chương trình chính luận. Dạ. Và đôi khi là các chương trình văn hóa, có văn hóa xã hội. Còn những chương trình giải trí thì mình ít nghe hơn. Thế nhưng mà mình có được cái may mắn là mình hay bị nghe những cái chương trình giải trí của các bạn. Bị nghe và thích luôn đúng không anh? Bị nghe thì thích luôn thì cũng có thể là coi như thế được. Nhưng mà đôi khi là gọi là thế nào nhỉ? Nghe một cách bị động, thụ động chứ không phải là chủ động nghe. Nghĩa là nhưng mà khi mà nghe như thế thì có một cái hay riêng. Nó hay hơn, nó cái cảm giác nó khác hơn là so với mình chủ động mình nghe. Chắc bạn hiểu ý mình. Đúng rồi. Là cảm ơn anh đã chia sẻ những điều đó, đặc biệt là nói rằng thích giọng nói của em. Lần đầu tiên em nghe những cái lời nói rất là chân thành, em cảm nhận được cái sự chân thành trong lời nói của anh. Tại vì thật ra thì một ngày á em nhận được nhiều cái lời khen lắm, nhưng mà chắc có lẽ là em cứ suy nghĩ rằng không biết là mọi người khen em là để làm em vui lòng hay là như thế nào.
thì em cứ hay ngờ ngỡ về chuyện đó. Nhưng mà trong buổi tối ngày hôm nay với đêm nay, đêm đầu tiên quay trở lại của chương trình, nhận được lời khen từ anh thì em cảm thấy rất là ấm lòng, ấm cực kỳ. Mặc dù là trong thực ra thì mình ngắt lời chút, thực ra là qua cái buổi chia sẻ, các buổi lên sóng của bạn ấy thì mình có cảm giác là bạn của mình có một chút điểm chung là sống rất là nội tâm. Thành ra là khi mà phát hiện ra là cái sự nội tâm ấy, thành ra là thi thoảng mình cũng chủ động mình nghe chương trình. Vậy là phải nhớ nghe FM cảm xúc nhiều vào, em có nhiều giờ dẫn FM cảm xúc lắm. Thực ra thì cái giờ dẫn các bạn thì không biết là vào giờ nào, nhưng ban ngày thì có lẽ em ít nghe được hơn, mà ban buổi tối thì nghe hơn. Buổi đêm thì em cũng có dẫn được 2-3 ngày của FM cảm xúc, nhưng mà FM cảm xúc được phủ sóng trên toàn quốc á anh. Hoặc là anh có muốn thấy hình em á? Ủa, nhưng mà suy nghĩ lại nha, anh sàng sàng tuổi của Thanh Ngọc thì chắc là cũng bằng tuổi Thanh á. Đúng rồi đó. Ủa, bạn sinh năm bao nhiêu vậy? Thực ra là trước khi mình trả lời câu hỏi này thì mình xin trả lời ngay là mình bằng tuổi Mạnh Thắng. Thái Mạnh Thắng hả? Đúng rồi. Thái Mạnh Thắng là sinh năm 84 phải không? Đúng rồi. Vậy là cũng xem tuổi Thanh rồi đó. Thế hả? Bằng tuổi Thanh. Ok. Rồi, cảm ơn anh Đạt rất là nhiều đã chia sẻ những cảm xúc với những cái chương trình mà Thanh thực hiện. Rất là cảm ơn Thanh. Rất là cảm ơn anh Đạt rất là nhiều. Và hy vọng rằng... Ủa anh là ở đâu ta? Bắc Ninh. Bắc Ninh à? Bắc Ninh có nghe sóng FM cảm xúc rõ không anh? Thực ra thì tình cờ lắm, mình tình cờ với cũng có duyên với đài. Mình rất hay ngẫu nhiên nghe được những chương trình buổi đầu tiên lên sóng. Cách đây ngày 26. Thì trong lúc mà do là hôm ấy uống cà phê nhiều quá, như là không muốn mở máy tính nữa thì đi nằm. Thế và mình nghe đài bằng điện thoại chứ không có đài. Nghe bằng điện thoại thì cắm danh vào mở thì thấy có một cái sóng lạ. Có một cái chương trình cũng khá lạ. Thế là mình cứ nghe thôi. Và sóng nó hơi chập chờn. Bây giờ thì nó cũng thế, hơi chập chờn, nó chưa được nét lắm, chưa được rõ lắm. Và có một điều đáng buồn là những cái giờ sáng sớm ấy, thì cái tần số này nó lại trùng với một tần số nào đó của đài địa phương ở nơi mình đang sống. Nên là họ không nghe được. Nhưng mà chắc là website thì ok. Anh có thể nghe được phần mềm vào website, thậm chí là anh vào website anh có thể thấy được em trực tuyến trên phòng thu như thế nào. Đó là một cái điều đặc biệt của FM cảm xúc. Khi mà em chuyển công tác qua đây thì em cũng cảm thấy rất là tiếc mỗi tối thứ tư để có thể trò chuyện với nhiều quý vị khán giả hơn. Em thuộc cái tiếp người là ít nói ở ngoài á, nhưng mà được cái là nói trên sóng thì rất là nhiều, và cảm thấy những người bạn khán giả là một người bạn rất là chân thành với em, và em cảm thấy là đó là một cái nguồn động lực rất là lớn để em có thể tiếp tục thực hiện công việc này. Mình vẫn nhớ là có một hôm có bạn nào đó nói rằng là thích kết bạn với các bạn học tiếng Anh, và bạn cũng có chia sẻ bí quyết học tiếng Anh, và thực sự là mình cũng rất là nhớ. Thực ra thì mình cũng rất là có những cái chi tiết nó mang tính điển hình. Ủa, bữa đó em nói là bí quyết học tiếng Anh của em là gì vậy? Nghe bài hát. Nghe bài hát tiếng Anh và dịch ra. Đúng rồi. Dịch ra. Thực ra thì ở điều này thì mình có điểm chung đấy, là mình đã từng học ngoại ngữ ra. Dạ. Nên là mình rất là nhớ cái đấy. Em có một điều nữa muốn chia sẻ với các bạn khán giả, đặc biệt là anh Đạt, là thực ra thì tiếng Anh của Thanh tốt lên từ khi mà Thanh có người yêu á, không phải người Việt Nam, thì cả hai bắt buộc phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Do cái việc giao tiếp của cả hai thường xuyên bằng tiếng Anh, thành ra thì Thanh có cái khả năng nói tiếng Anh tốt hơn dần dần lên. Đến thời điểm này thì Thanh nói tiếng Anh cũng đỡ rồi. Nhưng mà cái động lực nó là cái động cơ để mình cố gắng tiếng Anh. Nhưng mà bây giờ thì đã quay trở lại với cái trạng thái độc thân, thì cái cơ hội nói chuyện về tiếng Anh với người đó không còn nữa. Thành ra chắc là bạn này xem thế nào có một hôm kết nối mình nói tiếng Anh. Yeah, I really like. Yes, absolutely. Yeah. Rồi, rất là cảm ơn anh đã chia sẻ những cảm xúc với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Thanh sẽ được gửi tặng một ca khúc đặc biệt với Đạt. Đạt đang còn độc thân hay là đã có người yêu rồi? Vẫn FA. Quên, theo các bạn nói là FA. FA forever long. Yes. I'm still single. I'm still single. Yeah. Rồi, bây giờ thì Thanh sẽ gửi tặng bạn ca khúc là Tôi Có Một Nỗi Buồn Thật Đẹp, được không? Ok. Đây là ca khúc mà của một nhân vật cũng đã từng xuất hiện trong chương trình, đó chính là bạn Phạm Hồng Phước. Rất là cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Lúc nãy anh nói là có một cái điều nào đó muốn chia sẻ với Duy Khánh, thì anh muốn chia sẻ điều gì ạ? Thực ra thì lúc nãy mình nghe bạn ấy trên sóng, mình thấy là bạn ấy tuy rằng là người nổi tiếng nhưng mà cũng rất là đời thường. Và đấy là cái mà mình ấn tượng, vì là
tất cả những gì mà nó làm đến cho mình trở thành người công chúng thì nó cũng được xuất phát từ cuộc sống bình thường, và những người của công chúng cũng là bình thường. Cho nên là mình rất thích những lời lẽ của bạn, rất là chân thành, rất là thật, rất là cởi mở. Bạn đó còn rất là trẻ mà suy nghĩ rất là hay như vậy đây. Đó. Thực ra thì mình cũng thỉnh thoảng mình vẫn hay cái những sao những người nổi tiếng nói thì họ dùng những từ rất là mỹ miều, rất là văn hoa, rất là bóng bẩy. Nhưng mà những bóng bẩy đấy nó không tự nhiên, nó không thật, tức là nó là một cái sự hào nhoáng, khuôn mẫu gì đó không thích lắm. Nhưng mà Duy Khánh Jojo chia sẻ rất là tự nhiên, rất là thật, rất là đời thường. Anh có thể lên YouTube anh search cô giáo Khánh, anh ra những cái video clip mà Khánh thực hiện rất là thì YouTube là thứ rất là quen thuộc với mình, nhưng mà mình thường vậy, thường hay sự thì có những cái clip tiếng Anh nhiều hơn. Những thứ liên quan tiếng Anh hay quá. Chắc là phải giữ liên lạc với bạn Đạt, tại vì Khánh cũng là một người rất là thích nói tiếng Anh và rất là muốn bổ sung kiến thức về tiếng Anh của mình. Nếu mà bạn mà giữ liên lạc thường xuyên với mình thì sẽ có nhiều điều bất ngờ đấy. Nhiều điều bất ngờ lắm. Nhưng mà Phước đã có Facebook của Thanh rồi đúng không? Đạt đã có Facebook của Thanh rồi đúng không? Không, chưa bạn ơi. Có lẽ là bạn ghi lại thì giữ lại cái số này của mình, xong đấy xong chương trình bạn sẽ nhắn cho mình một cái tin, hoặc là mình sẽ text cho bạn cái Facebook của mình. Thanh nghĩ là tốt nhất là anh chỉ Đạt chỉ cần truy cập vào Facebook và search từ khóa là Duy Thanh. Thì Duy Thanh thì có mở ngoặc là DJ Jackie á, là một cái người đang avatar là một cái người cười rất là tươi, thì đó là Thanh. Rồi. Thì sẽ ép vào đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà số lượng người của Thanh bây giờ nó rất là lớn, nên chỉ có thể gửi tin nhắn cho Thanh thôi, gửi message cho Thanh thì mình sẽ gửi tin nhắn cho Duy Thanh địa chỉ email của mình. Sau đấy thì chúng ta sẽ liên lạc bằng một kênh riêng. Dạ, ok, cảm ơn anh. Nhưng mà anh vẫn nên lắng nghe FM Cảm Xúc nhiều vào nha, em sẽ dẫn cái kênh này nhiều lắm. Thực ra thì mình là người khá đa cảm, chương trình nào mà nó vui vẻ, nó tinh bừng một tí thì mình cũng rất thích. Nhưng mà chương trình mà nó sâu lắng quá, mà nó có một chút buồn là mình hay bị trùng xuống. Mình rất sợ. Tuần sau Duy Khánh sẽ xuất hiện trong phòng thu, và lúc đó anh sẽ thấy được hình ảnh của Duy Khánh thông qua website là vovgiaothong.vn. Thậm chí là chúng tôi có thực hiện ghi hình lại và sẽ upload trên YouTube ngay sau đó. Chắc chắn sẽ có những trò rất là vui, và hy vọng anh sẽ thích về điều đó. Okay. Bây giờ thì Thanh sẽ được gửi tặng Đạt ca khúc Tôi Có Một Nỗi Buồn Thật Đẹp. Xin chào. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin được. Cảm ơn anh. Ok.
quốc lộ đời tôi. Chạy về miền xa xôi, về vùng ngoại ô. Tôi tựa đầu nhìn mênh mông, nhà tranh điều hiu giữa đồng. Nhọc nhằn buồn, vài người trên dãy buông tay. Tôi nghe lời người mẹ hát, dù con nằm trên chiếc võng trước nhà. Tôi thấy một vài hàng quán hai bên lấp lóe ánh sáng. Tôi thấy một vài người đứng bên hiên nhìn xa xăm nơi cuối trời. Tôi thấy cuộc đời hôm nay qua đổi muộn phiền. Cứ đi về trên những chuyến xe buồn tênh mỗi ngày, và trong vali tôi mang cất theo là cả hàng trăm nỗi buồn đẹp lắm. Ngày tình hợp hôi trôi, mình tôi thôi mua đi mất rồi. Hóng khô thêm những nỗi cô đơn phôi hên. Cứ đi về trên những chuyến xe buồn tênh mỗi ngày, và trong vali tôi mang cất theo là cả hàng trăm nỗi buồn đẹp lắm. Ngày tình hợp hôi trôi, mình tôi thôi mua đi mất rồi. Không cô thêm những nỗi cô đơn vội em. Buổi chiều tàn vội vã loay hoay giữa những nỗi niềm của riêng mình. Cuộc đời ai cũng đã có những câu chuyện rất thật, và tôi cũng đang có một nỗi buồn thật đẹp. Nghe chương trình Studio tối thứ ba đang được phát sóng trên FM Cảm Xúc tần số 89 MHz, và tôi là Duy Thanh. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với giọng hát của nhân vật đã từng xuất hiện trong chương trình, đó chính là ca sĩ Phạm Hồng Phước. Còn bây giờ thì ở đầu dây bên kia thì đã có tín hiệu liên lạc lại với Duy Khánh, kèm với một bạn thính giả nữa muốn trò chuyện với Duy Khánh trong buổi tối ngày hôm nay. Alo, Duy Thanh xin được gửi lời chào quay trở lại với Duy Khánh ạ. À, dạ em xin chào anh Duy Thanh cũng như là các bạn khán giả đang nghe đài ạ. Dạ. Em buồn ngủ chưa? Dạ chưa. Rồi bây giờ thì có một bạn khán giả chờ ở đầu dây bên kia để được trò chuyện với em. Alo, xin chào bạn ạ. Dạ em chào anh Khánh và anh Duy Thanh ạ. À dạ xin chào bạn ạ. Rồi bây giờ thì em biết được tên gì và em muốn đặt câu hỏi gì với Duy Khánh? Dạ em tên Loan Nguyễn anh. Loan Nguyễn. Rồi em có câu hỏi gì với Duy Khánh? Dạ em muốn hỏi anh Duy Khánh là cái nguồn động lực nào mà để anh tham gia cái công việc bây giờ đó anh? Rồi. Là sao? Anh chưa hiểu lắm. Tức là động lực nào để em có thể đến với nghiệp diễn hả em? Đúng không? Dạ, dạ đúng rồi đó anh. Hồi nãy cái vấn đề này như là Duy Khánh trả lời rồi đúng không em? Dạ, cũng là mé mé, là chắc là có thể là bạn chưa hiểu rõ. Thì khi mà ra là trước đây anh đã mơ ước anh trở thành một diễn viên khi từ còn rất nhỏ rồi. Khi mà anh xem những cái tiểu phẩm nghệ sử ngày xưa đó, rồi xong mà của chú Thành Lộc, xong rồi mình cũng nghĩ ra định là trời, mình sẽ giả những cái nhân vật đó khi mà mình đi tắm. Mỗi lần mà Khánh tắm thì tắm đến cả một tiếng hai tiếng lận ở trỏng lo giả con này con nọ vậy đó. Rồi xong mà cái lớn lên tí xíu thì định thi vào trường sân khấu điện ảnh, và sau khi học xong lớp 12, cái đó là cái dự định thôi. Nhưng mà cuối cùng thì sau khi tốt nghiệp thì lại phải nhập viện vì căn bệnh xương chèn tim, nên không có chu toàn được cho cái buổi thi đại học. Nên tự nhiên không biết sau đó khi mà mình sau 3 tháng nằm liệt giường và hồi phục sức khỏe thì lại nhận được một lời mời vào một cái vai rất là nhỏ, một cái vai phụ trong một cái clip chào mừng ngày
ngày 9 tháng 5 là ngày tụ trường, đó là clip kính mật mong của nhóm Danh TV, và sau đó thì đó cũng là một bước ngoặt và em phải được các bạn trên cộng đồng mạng biết tới và đón nhận, và sau đó thì nó là cái duyên đó bây giờ, và là mình làm nghề đến giờ đó. Đó là một trong những cái duyên đưa bạn Duy Khánh đến với nghiệp diễn, và cho đến thời điểm hiện tại với việc là hóa thân vào cô giáo Khánh thì đã được rất là nhiều người bạn thính giả đón nhận. Còn câu hỏi nào nữa không em? Dạ, anh cho em hỏi anh Khánh là anh có cảm nhận sao về FC Cần Thơ với anh? FC Cần Thơ, à chắc là bạn này cũng là ở Cần Thơ giống như là bạn nãy đúng không? Rồi tôi nghe giọng là tôi nhớ ai rồi. nhưng hồi nãy anh cũng đã chia sẻ rồi thì Cần Thơ là phải công nhận luôn là các bạn thương anh đến cái mức mà anh không nghĩ là anh sẽ được yêu thương nhiều đến như vậy, và các bạn là những điều rất là tuyệt vời. Và có một điều mà anh cảm thấy có lỗi với các bạn là do là các bạn nhiều đông quá nên anh không có, đôi khi không có nhớ hết được tên của các bạn, nên có thể là sẽ làm cho các bạn buồn, nhưng mà các bạn yên tâm đi, tại vì chúng ta chỉ mới gặp mặt nhau chỉ một vài lần thôi, và công việc của anh thì quá nhiều và hàng ngày anh phải tiếp xúc với rất là nhiều người nữa, nên có gì thì mong tụi em bỏ qua, và anh hứa là trong thời gian sắp tới, trong một thời gian ngắn sắp tới thôi, anh sẽ cố gắng thuộc tên hết tất cả các bạn, và khi gặp lại anh sẽ có thể giống dạc thật thật thoải mái khi mà kêu tên các bạn, và không để các bạn buồn nữa nha. Cảm ơn các bạn. Rồi rủi rồi, sau một vài tháng nữa em nhớ không hết rồi, em tính gì Khánh? Em có dạ, nếu mà không hết thì chắc là lúc đó sẽ ráng thôi chứ sao, nhưng mà một khi mà em sẽ cố làm một cái gì đó rồi, tại vì em không muốn những người yêu thương em buồn. Em như là em luôn cố gắng vì ba mẹ em luôn cố gắng làm những điều tốt đẹp nhất, tuyệt vời nhất để ba mẹ em không phải buồn lòng, cũng như là những người yêu thương em không phải thất vọng khi mà chờ đợi một cái sản phẩm nào đó ra nhưng mà lại giống như là kiểu là mình không có làm vừa ý cho họ. Nói chung là em luôn cố gắng hết sức có thể, nên nếu dù mà không có gì sơ sót thì chắc các bạn cũng sẽ không có đánh đòn em đâu, cũng sẽ thông cảm hết cho em đó. Lúc nãy em có nghe được cái lời chia sẻ của anh Đạt dành cho em không? Em có đang nghe chương trình không? Dạ có. À dạ. Không, anh, hỏi anh hỏi em á, hỏi anh đúng rồi, hỏi Khánh á. Dạ không, tại vì em bị ngắt kết nối á anh. Tại vì em không có nghe radio, mà bây giờ mỗi lần anh kết nối với em thì em mới biết được là em đang kết nối với ai thôi. Rồi bây giờ thì chắc có lẽ là để cho bạn Loan Nguyễn sẽ lặp lại cái lời của bạn Đạt lúc nãy, em còn nhớ không? Em phải lặp lại cho bạn Khánh biết đi, để cho bạn Khánh vui lòng đi. Dạ anh, hồi nãy em cũng bị mất kết nối. Không, cứ lúc nãy em nghe radio thì em nghe anh Đạt chia sẻ với anh Khánh không? Dạ không luôn. Không luôn hả? Anh Đạt nói như thế này, anh Đạt đã tiếp xúc được rất nhiều những người trong showbiz và luôn cảm nhận họ luôn luôn đưa ra những cái lời nói nó mang tính khuôn mẫu và nó hơi bị hào nhoáng. Còn riêng với Duy Khánh Jojo, sau khi mà nghe những cái chia sẻ đầu tiên thì cảm thấy là anh chàng này còn trẻ nhưng mà nói chuyện rất là thật. Và cảm thấy là rất là gần gũi. Lần đầu tiên tiếp xúc, lần đầu tiên lắng nghe chương trình trong buổi tối ngày hôm nay, nhưng mà cảm thấy là anh chàng này tốt đây đó. Đó là những cái gì mà anh đó rất là lớn tuổi rồi, nhưng mà khi mà nghe những cái lời chia sẻ từ phía em là điện thoại kết nối với anh ngay để chia sẻ điều đó thì anh cũng khá là bất ngờ. Rất là tiếc là anh đã không kết nối với em để cho em nghe hết cái câu chuyện đấy. Đó là lý do vì sao mà anh muốn em đến phòng thu để em có thể chứng kiến được tất cả những gì diễn biến tại phòng thu, để các bạn thính giả có thể bày tỏ dễ dàng tình cảm với em. Bởi vì tại phòng thu thì hôm nay là em sơ xuất quá, nên chắc là có thể là trong những cái ngày trong những cái ngày thứ 3 tháng 5 thì chắc là em phải có mặt thôi, chứ em không muốn bỏ lỡ bất cứ một cái giây phút nào. Tại vì thính giả fan của em cũng sẽ được nhìn thấy em trên website, bởi vì chương trình cũng đang được trực tuyến tại địa chỉ website là vovgiaothong.vn. Hình ảnh tại đây thì rất là sống động và rõ nét, thì có thể tất cả những hoạt động của em trong phòng thu đều được ghi hình lại, và chúng ta sẽ có những cái trò chơi vô cùng thoải mái và vui vẻ bên nhau. Hãy yên tâm về điều đó. Còn bây giờ thì cho Thanh hỏi Loan là Loan có câu hỏi thêm gì với Khánh không? Dạ anh ơi, cho em gửi tới một bài hát tới anh Duy Khánh được không anh? Bài hát gì em? Em hát rồi anh Khánh coi anh cảm nhận nào, cảm gì, nhận gì về bài hát này nha. Ôi tuyệt vời, ok. Anh tìm nỗi nhớ, anh tìm quá khứ, để ông đi xoay quanh qua em. Chả là anh yêu thương ấy, xin ngày hãy về với đây. Em thấy yêu hơn cô níu em ở lại, nhưng giọt nước mắt lặng dài trên mi.
Nghĩ thế anh biết phải làm sao? Tình yêu trong anh đã mất, khi từng đi theo gió mây, mọi người nơi đây cô đơn xin anh. Em nơi xa quá, em đi xa em quá, có biết không nơi đây em đang đứng đợi Yeah, đó là bài hát kỷ niệm của Khánh với FC Cần Thơ hả? Ủa sao anh biết vậy anh? Tại vì anh đoán, anh thấy là hình như là có 2-3 người hát cái ca khúc này ở cái đội chơi bên kia chứ không phải là một bạn Loan. Dạ, tại vì khi mà em xuống Cần Thơ, tụi em có cơ hội được các bạn dẫn đi ăn những cái món đặc sản Cần Thơ. Rồi sau một cái hôm mà gần cuối cùng trước khi mà em lên xe đoàn đoàn phim, em đi di chuyển qua bên gì ra Sa Đéc. Di chuyển qua Sa Đéc, Đồng Tháp thì là các em với các bạn có đi hát karaoke một vài giờ thì có hát cái bài cuối cùng là cái bài này, mà lúc hát xong là tất cả mọi người là khóc hết trơn luôn. Vậy hả? Đó là một kỷ niệm rất là đẹp giữa em với các bạn ở xe Cần Thơ ạ. Rồi. Xin được cảm ơn bạn Loan Nguyễn rất là nhiều. Bạn này rất là dễ thương khi mà chia sẻ những cái khoảnh khắc mà đã ghi lại dấu ấn giữa FC Cần Thơ với Duy Khánh Jojo. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ có nhiều dịp gặp lại nhau nữa để có thể ôn lại kỷ niệm này và tiếp tục chia sẻ những cái ý kiến, những cái quan điểm về Duy Khánh Jojo và đặt ra những thử thách cho anh ta. Bởi vì tháng 5 này có những cái show riêng về thử thách, những cái show riêng về thể hiện tài năng của Duy Khánh. Thành ra thì quý vị thính giả nhớ đón theo dõi trên FM Cảm Xúc FM tần số 89MHz nhé. Xin được cảm ơn Loan rất là nhiều. Rồi. Chào Loan. Rồi. Anh Khánh ngủ ngon. Anh Khánh ngủ ngon. Anh Khánh ngủ ngon. Anh Duy Khánh ngủ ngon. Rồi, ok. Rồi, quay trở lại với những câu hỏi của các bạn thính giả trên Facebook cũng rất là nhiều, chắc là để dành cho đêm sau. Anh sẽ hỏi một câu nữa thôi. Bạn Bích Trâm có hỏi là em muốn hỏi anh là trong các tập phim trong school thì anh tâm đắc nhất tập nào và anh có mãn nguyện với hình tượng cô giáo Khánh này chưa? À, rồi ok, bây giờ chắc là phải trả lời nhanh ngắn gọn để cho các bạn còn đi ngủ. Yeah. Anh Thanh còn đi ngủ. Rồi thì trong những các tập phim của School TV thì anh cái gì trong các tập phim của School TV thì anh Khánh thích tâm đắc nhất là tập nào và có mãn nguyện với hình tượng cô giáo Khánh này chưa, hay là có muốn sửa đổi gì không? Dạ, tâm đắc nhất là cái tập vừa rồi, tập số 5. Thực ra tâm đắc ở đây á là cái cảm giác của mình, là tại vì trước khi mà mình làm một ban đầu, khi mà bắt đầu cái sản phẩm cô giáo Khánh thì bắt đầu từ một clip thủ công, không được đầu tư, và sau đó thì clip thứ 1, thứ 2, thứ 3 là tất cả mọi người trong ekip thì đang rất là kiểu như là chết rồi, phải cố gắng như thế nào để cho cô giáo Khánh không bị chán, không bị nhàm. Thì tự nhiên trong những cái khoảnh khắc đó mình làm việc mình cảm thấy rất là căng thẳng, tại vì những người trong ekip lại nói chung là kiểu đang bị cố để tạo ra được một cái gì đó. Thì đến khoảng tập 5 thì giống như là cái gì nó cũng vô cái guồng của nó, cái tự nhiên các anh chị trong ekip cũng như là các diễn viên làm gì với nhau cảm thấy rất là thoải mái và cho ra một cái sản phẩm phải công nhận là nó được, nó mình không cần phải cố, mà mình hãy làm hết những cái gì mà gọi là mình muốn truyền tải tới, và mình hãy hết mình vì sản phẩm đó. Tự nhiên cảm thấy đúng là cái hiệu ứng của tập 5 vừa rồi nó lại tốt hơn rất là nhiều so với những tập khác. Và một cũng là mới vừa rồi cũng mới quay tập 6 xong thì cũng cảm thấy rất là hài lòng, và hy vọng là sắp tới ra mắt thì cũng các bạn cũng sẽ đón nhận cũng như dành tình cảm cho cô giáo Khánh cũng như các bạn học sinh trong lớp 12-8 của cái series này. Còn riêng về cái hình tượng cô giáo Khánh thì em cảm thấy là cô giáo Khánh như vậy thì đã tạo được cái riêng của cô, và khi mà nhắc đến cô giáo Khánh thì người ta có thể mường tượng được cái bà cô này bà thanh đá, hay là bà cái giọng băng sao, rồi bà nói sao vậy đó. Nhưng mà mình cũng muốn là sau từng tập thì bà cô sẽ có một vài lần thay đổi tính cách hay như thế nào để làm cho cái nhân vật nó phong phú hơn, và các bạn xem các bạn sẽ có cô giáo Khánh nó đang có một cái hướng đột phá, hay là cô giáo Khánh sẽ hiện lại hay là như thế nào đó, để cho cô giáo Khánh không bị bánh chất là một màu. Và dù như thế nào thì cô giáo Khánh vẫn, hay là ví dụ có hung dữ, có đánh đá như thế nào thì cô vẫn rất là thương các bạn học sinh của mình. Đó là cái cảm giác của em, là em nghĩ là em cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để vai diễn của mình đột phá hơn. Dạ.
đó là cái câu hỏi cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay mà Thanh muốn đặt ra cho Duy Khánh. Hy vọng rằng những cái tối thứ ba của tháng năm sắp tới, không khí phòng thu sẽ sôi động hơn với những cái câu chuyện từ Duy Khánh, với những cái trò hoạt náo từ Duy Khánh. Tính cách của em như thế nào, Duy Khánh hả? Ở ngoài, nếu mà không qua điện thoại mà tiếp xúc với em lần đầu tiên bên ngoài thì người ta hay có cái cảm xúc như và cái cảm giác như thế nào hả Khánh? Dạ, nếu mà người ta gặp em ở ngoài thì người ta sẽ nói là trời, ta trên mạng hay là gặp hay là như thế nào đó, nghĩa là gián tiếp thì nó không có nói nhiều, nó ở trên mạng thì nó nhiều quá rồi, trong mấy cái clip nó cũng nói nhiều mà sao ở ngoài gặp thấy nó im re. Tại vì ở ngoài em rất là nhát, là em ít tới những cái chỗ đông người, và hầu như là tại vì nhà em cũng xa so với trung tâm thành phố, em ở quận 9 lận, nên khi mà em nói chung là không có công việc thì em cũng ở nhà thôi, em không có tới những cái chỗ đông người. Và khi mà mình tiếp xúc với ai mà lạ lần đầu tiên thì em lại không có dám mở lời nhiều, không có dám nói nhiều, tại vì sao mình cứ như bản thân mình cũng ngại, nên ở ngoài thì người ta sẽ cảm thấy là em là một người rất là ít nói. Ít nói nhưng mà trong khoảng thời gian lạ thôi, mới quen thôi, còn thôi mà quen rồi thì em sẽ mở lòng và trải lòng nhiều hơn. Nhưng mà em vẫn là một người rất là thoải mái và có sao sống vậy, mọi người yêu thương em vẫn yêu thương mọi người chứ em không có chẳng dạy gì hết. Nè, đối với những thử thách của chương trình thì em có sẵn sàng thực hiện và vượt qua hết nó không? Dạ, em nghe thì em cảm thấy rất là hứng thú, nhưng mà còn cái chuyện mà em có vượt qua nó hay không thì cũng gần do cái hên xui nữa. Anh nghĩ là em sẽ nói triển chứ? Dạ, anh nghĩ là em sẽ trả lời triển đi anh. Rồi, xin được cảm ơn em rất là nhiều trong buổi tối ngày hôm nay đã có cuộc kết nối ngắn với anh, và hy vọng rằng chúng ta sẽ có những ngày, những đêm thứ ba trong tháng năm thật nhiều niềm vui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại em nha. Dạ, em chào anh Thanh và chào tất cả các bạn khán giả đang theo dõi, đang nghe đài ạ. Hẹn các bạn vào 23:30 thứ ba tuần sau. À không, thứ ba của mỗi tuần tháng năm ạ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại em nhé. Dạ, xin chào, chúc các bạn ngủ ngon. Rồi, các bạn thân mến, đó là cuộc kết nối khoảng hơn 1 giờ đồng hồ với nhân vật khách mời của tháng 5, đó chính là Duy Khánh Jojo. Còn bây giờ thì Thanh xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một trích đoạn khác từ những chương trình mà Duy Thanh thực hiện ở những năm trước. Chúng ta sẽ cùng đến với nhóm 365 với một ca khúc khá là sôi động, What the Foxy. Dog goes moo, cat goes meow, bird goes tweet and mouse goes tweet, cow goes moo, frog goes croak, and the elephant goes too. Just sit quiet and feel so blood, and it still goes ow, 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 but there was sound that no one knows. What does a fox say? Ring ding 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 ding, ring ding 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 ding, ring ding 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 ding. What the fox say? Pa 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 pa, wa pa 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 pa, wa pa 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 pa. What the fox say? Hati 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 ho, hati 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 ho, hati 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 ho. What the fox say? What the fox say? Big blue eyes, pointy nose, chasing mice and digging holes. Tiny paws up the hill. Suddenly you're standing still. Your fur is red, so beautiful, like an angel in disguise. But if you meet a rented horse, will you communicate by more, more, I will speak to that horse. What the fox say? So what the fox say? What the fox say? Aki, 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 aki. What the fox say? Secret of the fox, ashes mystery, somewhere deep in the wood, I know you're hiding. What is your
What did you say? What do the fuck say? Chết quá. Yeah. Wow. Đây là cái hậu quả của việc hát không biết hát cái gì luôn. Anh cho em hát một cái bài em không biết một cái gì. Bánh Quy là tôi nè, và gia đình Bánh Quy vui vẻ xin chào. Hôm nay mình sẽ nấu món gì đây? Bánh quê. Trời ơi, cái gì mà nho nhoi à. Đã có phù thủy Bánh Quy là ta đây thì không việc gì phải sợ. Cả thế giới hãy để Bánh Quy. Hài hước, vui nhộn với những câu chuyện gia đình thú vị. Độc đáo, hấp dẫn với phong cách thể hiện hiện đại, mới lạ. Bánh Quy vui vẻ. Cho bé. Cho ba. Cho mẹ. Cùng vui. Cùng chơi, cùng cập nhật những thông tin thường thức gia đình bổ ích và những câu chuyện dành riêng cho bé. Bánh Quy vui vẻ, 18 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên FM Cảm Xúc, tần số FM 89MHz. Hãy truy cập Facebook On Air cùng biệt đội siêu nhiên để có những thông tin mới nhất từ chương trình. Nhiều người thành phố nghe đài, người thành phố nghe đài bớt âu lo. Và người từ khắp thôn làng, người từ khắp thôn làng. Xin chào, tôi là Tiến Đạt. Tôi sẽ mang đến cho các bạn một phong cách âm nhạc mới trên radio. Hãy tận hưởng cuộc sống với hơi thở âm nhạc nhẹ nhàng cùng Tiến Đạt trong chương trình Acoustic Show trên FM Cảm Xúc 89MHz. Acoustic Show 15 giờ thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên FM 89MHz. Hãy truy cập Facebook On Air cùng biệt đội siêu nhiên để có những thông tin mới nhất từ Tiến Đạt và chương trình nhé. Studio tối thứ ba đã trở lại. Tôi là Duy Thanh, sẽ tiếp tục với những câu chuyện thân tình của các nhân vật mà các bạn yêu thích. Chuyện đời, chuyện nghề, chuyện hậu trường, cùng những thử thách đầy cam go và siêu hài hước dành cho khách mời. Vào 23:30 tối thứ ba hàng tuần trên FM Cảm Xúc tần số 89MHz. Hãy truy cập Facebook Studio tối thứ ba để có những thông tin mới nhất từ chương trình. Studio tối thứ ba trên FM Cảm Xúc, FM 89MHz. Chào các bạn, mình là Duy Khánh Gogo. Hiện nay đang được yêu thích bởi một nhân vật, đó chính là cô giáo Khánh. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả các bạn trong suốt tháng năm này trong chương trình Studio tối thứ ba trên FM Cảm Xúc 89MHz. Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 23:30 mỗi tối thứ ba của tháng năm nha. Các bạn đã lắng nghe chương trình Studio tối thứ ba đang được phát sóng trên FM Cảm Xúc tần số 89MHz và tôi là Duy Thanh. Các bạn thân mến, bây giờ là 1:25 sáng, rạng sáng ngày 29 tháng 4 năm 2015. Và rất là cảm ơn quý vị khán giả đã chào đón sự trở lại của Duy Thanh nồng nhiệt đến như vậy. Duy Thanh cũng xin được tiết lộ là tất cả những cái cuộc kết nối mà quý vị khán giả chia sẻ tình cảm với chương trình là những cuộc kết nối vô cùng ngẫu nhiên và rất là chớp nhoáng. Cứ nghĩa là chúng tôi phải kiểm tra lại thông tin bla 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 bla, nhưng mà Thanh tin chắc rằng tình cảm mà quý vị khán giả dành cho Thanh trong cái khoảng thời gian chờ đợi là một tình cảm vô cùng thật, và Thanh đã
đã tự làm khó mình bằng cách là Thanh thường là khi mà Thanh dẫn một cái chương trình trực tiếp á thì bắt buộc Thanh phải là người kiểm tra lại tất cả những cái dữ liệu phát sóng trong ngày hôm đó, thì bảo đảm là những cái dữ liệu sạch. Tuy nhiên thì với những cái tình cảm mà quý vị thính giả dành cho Thanh á, thì Thanh luôn luôn lúc nào cũng tin tưởng cả, giống như là niềm tin mà quý vị thính giả đã dành tặng Thanh trong suốt cái khoảng thời gian chờ đợi. Và hy vọng rằng vào những ngày tháng năm sắp tới, chúng ta sẽ có thật nhiều niềm vui. Và ca khúc cuối cùng cho Thanh mến tặng quý vị thính giả để khép lại chương trình trong buổi tối ngày hôm nay, xin hãy thứ tha, trích từ show mà chú Thanh thực hiện với Võ Hà Trâm, một nhân vật cũng được các bạn yêu thích. Và hy vọng rằng các bạn sẽ đón theo dõi chương trình. Mặc dù là cái khung giờ nó hơi khuya thiệt, nhưng mà rất là mong các bạn một tuần chỉ thức một đêm thôi nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thứ ba tuần sau, 23:30. Chào Lucy Thanh. Thanh em luôn giận anh, nào hay em đã sai, bởi vì em luôn hơn ghen khi anh cười vui với ai. Vì đôi khi thời gian vô tình mang anh đi, để hôm nay em nhận ra mình đã quá yêu anh. Bởi lẽ yêu thương vội quên đi, I wish I could take it back. Bởi niềm đau em đã trao, I wish I could take it back. Khi tình yêu không còn đắm say, I wish I could take it back. Chỉ ước muốn rằng em đừng như lúc xưa. Sorry, người hãy quay về đây. Xin hãy quên bao cái đắng vội vàng qua, mau những tháng năm bên nhau ngọt ngào, vẫn mãi yêu anh như thuở nào. Oh please, người ơi hãy về đây bên em. Sorry, người hãy quay về đây. Xin hãy quên bao cái đắng vội vàng qua, mau những tháng năm bên nhau ngọt ngào, vẫn mãi yêu anh như thuở nào. Oh please, người ơi hãy về đây bên em. Đúng này là lục rám á. Tình ta chưa về đâu, có lẽ vì em bung lên mong. Cứ tim em đã nhận ra thì anh đã xa mãi xa. Trong cô đơn của anh yêu, em mong rằng anh nơi đây. Trong đôi tay em nhận em mãi yêu. Mà lại yêu thương vẫn quên đi, I wish I could get back. Mà niềm đau em đã trao, I wish I could get back. Khi tình yêu không còn đắm say, I wish I could get back. Chỉ ước muốn rằng em đừng như lúc xưa. Sorry, người hãy quay về đây. Xin hãy quên bao cái đắng vội vàng qua, mau những tháng năm bên nhau ngọt ngào, vẫn mãi yêu anh như thuở nào. Oh please, người ơi hãy về đây bên em. Sorry, người hãy quay về đây. Xin hãy quên bao cái đắng vội vàng qua, mau những tháng năm bên nhau ngọt ngào, vẫn mãi yêu anh như thuở nào. Oh please, người ơi hãy về đây bên em. Cho dù anh đã xa, nhưng anh yêu ơi xin hãy về đây. Đêm cô đơn gối chân mệt nhoài, xin một lần được gần nhau đắm say. Sorry qua, mau những tháng năm bên nhau ngọt ngào, vẫn mãi yêu anh như thuở nào. Oh please, người ơi hãy về đây bên em. Sorry, người hãy quay về đây. Xin hãy quên bao cái đắng vội vàng qua, mau những tháng năm bên nhau ngọt ngào, vẫn mãi yêu anh như thuở nào. Oh please, người ơi hãy về đây bên em. Tối thứ ba đã trở lại.
Tôi là Duy Thanh sẽ tiếp tục với những câu chuyện thân tình của các nhân vật mà các bạn yêu thích. Chuyện đời, chuyện nghề, chuyện hậu trường, cùng những thử thách đầy cam go và siêu hài hước dành cho khách mời. Vào 23:30 tối thứ ba hàng tuần trên FM Cảm Xúc tần số 89 MHz. Hãy truy cập Facebook Studio Tối Thứ Ba để có những thông tin mới nhất từ chương trình